Nay là ngày mùng 1 tháng 12 nha, ngày đầu tháng đi. Em lại lên được khoảng 96 mã, nó cả 97 mã nha. Ngày hôm nay thì hôm nay rất là nhiều mã luôn. Thì đây em sẽ quay sơ đồ cho. Ở trên này là dàn vít nè, đó. Và bên này là vít tu lê mã cuối cùng đó. Rồi bên này là đuôi chuột kẹp các cành, những đồ linh tinh gia dụng nha. Thì hôm nay là gồm có 97 mã, thì mấy chú nào ưng mã nào thì cứ alo cho em hai số điện thoại đây, em sẽ chật nguyên một ngày hôm nay. Thì ở trên này thì giá nó chưa bao gồm phí ship nha, thì mấy chú nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship thôi, còn những đơn thường thường thì ship code giùm em với nha. Rồi rồi, đầu tiên em sẽ vô nhanh mã số 1 nha. Số 1 là một cái vít lùng nè đó, cái này thương hiệu là của dòng Sunlight, một giá 150.000 đó. Ở trên này nó có một cái mũi xe cua nằm trên này nha, đó. Sắp bên đóng chịu bên này nè, không hoạt động rất là ok luôn, đảo chiều này ha, không có nứt bể lỗi lầm gì nha, đó, nó đẹp luôn đó. Có mũi thì em tặng kèm, không có thì thôi nha. Thì đó, những như thế này nè đó, sẽ rất là ok luôn, mũi thông dụng nha, 6 đi 3 nha. Rồi ok, mã số 1 giá là 150.000 của Sunlight nha. Rồi mã số 2 đẹp. Rồi số 2 là 150.000, cũng là một cây vít lùng của Sunlight nữa nha, đóng chữ Sunlight ha. Đó thì cái cây này á, là cũng tương tự thôi nhưng nó khác cái mẫu mã thôi, nó hoạt động cũng ok hết, không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó, cây này thì nó không có chứa muỗi được thì nó sẽ muỗi rồi đó, muỗi thông dụng ha, muỗi 6 đi 3 nè đó, muỗi bắn tôn mua ngoài chợ gì mình xài cũng được, ok hết nha. Rồi ok, mã số 2 giá cũng là 150.000 luôn nha. Mã số 3 là 120.000 cho một cái cây của Nhật luôn, cây của Sunlight luôn nè, nhưng mà nó xấu á, nói chung là nó hơi cũ xíu thôi đó. 120.000 thôi, Mercedes này đủ nha, thì hoạt động cũng ok hết, không có lỗi lầm gì hết đó, không có lỗi lầm gì nha. Cái cây này nó hơi xấu chỗ này nè, để giá 120.000 nha, mũi như vậy luôn. Rồi mã số 3 là 120.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 4 nha. Rồi, em lấy một cặp 300.000 cho một cặp luôn đó. Thực ra nó là tại sao thường em bán một cặp này 150 và cái này 150 300.000 nha, thì nói chung em bán một cặp luôn chứ không bán rời nha. Thì cái cây này á, là trên này nó sẽ có một bộ mũi vít này nè đó, mũi vít này gồm có 2 4 6 8 8 cây vít nha, và một cái cán. Thì cái cây vít này là những cái đầu chưa xài nha đó, những cái đầu này chưa xài luôn nè, đẹp cực kỳ luôn, của Nhật nha, đều đóng giữa Mercedes-Benz cho này nha. Đó, anh chú thấy rõ không, sẽ bấm chữ này Mercedes-Benz quay rõ nha. Thì gồm có những cái mũi cộng trừ, rồi những cái mũi trừ rất là nhỏ luôn đó, mình mở đồ linh kiện điện tử nha. Và đây một cái cán nè, đây em sẽ quay từng cái không nha, em sẽ ví dụ như một cái cây đi ha. Rồi cái cán mình có thể đút vô đây đó, là mình mở ra nha, đó cái cán nó sẽ đóng chữ Mercedes-Benz luôn đó, đều đóng chữ hết nha. Và cái cây này thông dụng như một chỗ nữa là tại sao em bán kèm với cái này, cây này là một cái vít lùng nè đó, một cái vít lùng nha, đó đảo chiều lại ok hết nha, đó không có lỗi lầm gì không đó. Nghe tiếng đã không đó, sao chạy mình bỏ vít cái mũi vít 6 đi 3 cho nên mình xài vẫn được, còn không thì mình gắn vào trong này nó sẽ có một cái cốt rồi nha, thường gắn vô đó, ấn vô nó sẽ không rớt nha. Và cái mũi mũi này nó sẽ thông dụng như cái này luôn nè đó, thấy chưa không, làm cho mình xài thông dụng hơn đó, rất là thông dụng nha. Đó, đó ở trên này nó có đóng chữ Mercedes-Benz đúng không, đó rất là thông dụng nha. Đó là một bộ nó như vậy đó, xài xong mình chỉ cần thay thôi, còn không là mình để mình thay cái cán gì cũng được nha. Rồi bộ này giá là 300.000 cho một bộ luôn nha, một bộ này là 300.000 luôn nha, hai cây hai bộ như hai cái loại như thế này nha, 300.000 cho mã số 4. Rồi mã số 5 là một cái cây vít lùng, một cây vít thục nha, của dòng Grone Mercedes-Benz đóng chữ chìm đây nha, rất là đẹp luôn đó. Cái cây này hoạt động của nó là những cái mũi vít em sẽ để hết trong này nha, cộng trừ đầy đủ nha. Thì hoạt động nó giống vít lùng vậy đó, mình chỉ cần thục dần đó là nó sẽ xoắn ruột gà này, nó sẽ xoắn với con vít mình mở ra, khi nào mình chỉnh xuống là nó sẽ siết vô đó, mình ấn như con ốc vít mình nó sẽ chạy vô ha, rất là thông dụng luôn. Rồi cây này chiều dài của nó là được, chiều dài của cây này là khoảng 21,5 cm nha đó. Rồi ok, cán không bể nha. Rồi cây này giá 150.000 nha. Rồi giá mã tiếp theo là mã số 6 nha. Số 6 là một cái cây vít đảo chiều luôn đó, cây này là nó có cộng trừ cho anh nó chú luôn, về thông dụng xài nha. Đó, rồi cái này của dòng Vietcell còn rất là mới luôn đó, nhìn không, mới tinh luôn đó, cán nè không nứt bể gì nha, cán gỗ nha đó. Rồi ok, cây này mở ra đây đó, ở trong nó còn trắng tinh luôn không đó, rất đẹp luôn nha. Đó, cái này cái khóa nè, mình ấn vô mình lắc, mình lóc nó lại,
ở trên đấy nó có chữ này stop nè, mover nè nha, lock lại. Khi nào mình mở ra mình chỉ cần xoay nhẹ nó bung ra không, là mình chỉ cần thục thôi. Đó, giống như cái cây mã số 5 vừa rồi đó, nó rất thông dụng nha. Đó, có một cái nút ruồi để mình đút vô là cái chỗ cái ngạnh này nè, đó cái ngạnh mũi này, cái mũi này mà sau này mình có xài rớt hay gì mình có chế được cũng như được nha. Đó, đút vô thôi, cộng trừ đầy đủ hết, mũi rất đẹp luôn. Rồi ok, cái này mở ra của nó hết đờ hết đát á, em đo từ cái chỗ này nha, xuống đây là 30 cm nè, đó không đo mũi nha, và thu lại là từ đây xuống đây là 23 cm nha. Rồi ok, cái này giá 220.000 nha, 220.000. Rồi tiếp theo mã số 7 là một cây cũng tương tự luôn, nhưng mà cái này 350.000, mã số 7 nha, cây này của Mỹ nha. Đây nè, lần đầu tiên thấy cây của Mỹ luôn nè. Nha. Chữ đóng rất là nhiều luôn. Thương hiệu là Handyman, Handyman nha. Gì? Thương hiệu Handyman. USA đóng cuối cùng nha. Đó, không nứt bể gì luôn nha. Gì? Cán gỗ tròn rất đẹp luôn. Rồi, cái này là cộng trừ đầy đủ hết nha. Đó, xài chung với mũi Vixel được luôn nha. Nó rất thông dụng. Đó, cái này thuộc thì êm ái hơn chút xíu. Đó, nó có đảo chiều lại ok hết nha. Đó, rất thông dụng luôn. Thì cái chiều dài của nó mở hết ra là được khoảng 29 cm nha. Rồi, thu lại là được cái này không có thu lại được nha. Nó chỉ vậy thôi chứ không thu lại, đúng rồi. Đời Mỹ nó khác người ta. Rồi, cái này chỉ mở ra 29 cm nha. Rồi, cái này giá nó là 350.000 nha. Đó. Nên chú nào tín đồ của hàng Mỹ á, thì mình mua những cái cây này mình sưu tầm được nè. Cán nói chung là không có nứt bể, về thích sơn lại cũng được nha. Về mình đánh bạc ni lên cũng được, cũng đẹp nha. Cán sẽ hình ngắn, hình tròn rất là hay luôn. Hàng Mỹ nhìn nó thô lắm, chứ nó không có sắc sảo bằng hàng Nhật đâu. Không, rất đẹp nha, tiếng động ok hết, không có lỗi lầm gì hết nha. Rồi ok, cây này giá là 350 ngàn nha, 350 cho cây này. Rồi tiếp theo lên mã số số 8 nha. Mã số 8, 300 ngàn cho một cây lớn hơn. Cây này của Nhật nha, cây này của dòng Tokyo Nippon nha. Đó, cây này rất đẹp luôn, cản nè, đen thui luôn nha. Đó, mở ra nè, giờ ở trong này thấp đen với thấp trắng nha. Đó, tiếng nhảy ok hết, đảo chiều lại nè, không đó, ok, rất là ok luôn. Thì để gồm cho anh với chú là một cộng trừ hết nha. Đó, mũi rất đẹp luôn. Đó, thì cái cây này chiều dài của nó thì nó dài hơn những cái kia. Cây này nó dài khoảng 44 cm nha. Đó, và thu lại nè, khóa lại nha. Đó, khóa lại là lóc lại cái này nè. Khóa lại là cái này nó sẽ 31 cm nha. Không tính mũi, không tính mũi nha. Rồi, ok, cây này là giá là 350 ngàn nha. Cây này rất đẹp luôn, trắng tinh đúng không? Đó, nhìn khỏi chê luôn. Rồi, 350, 300 ngàn cho cái cây này nha. Rồi, tiếp theo nữa lên mã số 9 là một ba cây vít hồ lô. Giá 160 ngàn tương tự như mọi ngày nha. Thì gồm có ba cây vít nè, đó, rất đẹp luôn. Thì cây này là gồm có hai cây cộng và một cây trừ nha, hai cây cộng BH2 thông dụng gia đình nè, và một cây trừ nha, chỉ xấu nha. Đó, cán không nứt bể gì hết, nó chỉ có chày chày sơ thôi, là hàng bãi mà, nhưng mà xài rất là ok luôn, không có ảnh hưởng gì hết á, đều có từ hết nha. À, hai đầu hít nhau ha, đó buông ra nè. Rồi ok, ba cây này chiều dài của nó là được khoảng 10-20 cm nha. Rồi, ba cây này giá 160 ngàn nha. Rồi, mã số 9 160 ngàn. Rồi tiếp theo mã số 10 là một ba cây vít luôn, Vixel giá 180 ngàn nha. Mã số 10 tại sao 180 nha? Thì làm ở đây có một BH1, BH2 và BH3 nha. Ba cây ba size phù hợp cho mấy chú nào mình làm bên điện lạnh điện tử mình sử dụng nha, những ốc nó phù hợp nha. Thì ở trên này nó gồm có ba cây Vixel không dạng đóng nha, dạng thường thôi. Đó, sẽ đóng chữ Vixel có cây còn hay không nha, tại vì cây vệ sinh nó sẽ mất đi á. Rồi nhưng mà ở trên này nó sẽ đóng chữ Vixel nè. Đó, cây nào cũng vậy nha. Đó, cái nào cũng vậy hết đó. Thì ba cây này cán không nứt bể nha, thì gồm có là cây cộng BH1 nè, BH2 nè, BH3 nè, bộ đẹp cực kỳ luôn đó. BH3 nhìn khỏi chê luôn không đó, xài biết khi nào mới hư được. Thì cây này là BH1 chiều dài của nó là được 21 cm, cái BH2 là chiều dài được 21 cm luôn, và cây BH3 là dài được 27 cm nha. Rồi ok, ba cây này giá 180 ngàn nha, 180 ngàn cho ba cây. Rồi tiếp theo đây ba cây đóng nè. Đó, ba cái đóng nè, có một cây này chưa đóng qua luôn nha, và một cây cũng chưa đóng luôn, có cây này đóng rồi nè, đóng rồi sẽ cứng ha. Đó, còn hai cây này chưa đóng nha, thì gồm có là ba cây của Vietsale giá 220 ngàn nha. Đó, thì đây Vietsale nó sẽ đóng chữ chia chữ nổi luôn ha. Đó, cây nào cũng vậy hết luôn. Đó, có cây này chữ nổi hết luôn nha. Thì gồm ba cây BH, một cây là BH1, hai cây BH1 và một cây BH2 nha. Đó,
thông dụng gia đình, xài rất là ok luôn, nó mũi nè. Cũ cũ thôi nhưng mà ra xài cạnh của nó rất là ok luôn, đóng thoải mái luôn. Nói chung là nó bãi về thì nó ten thôi, chứ mà ra cái đồng đóng chưa đóng nha. Thì ba cây này chiều dài của nó là được cái này được 18,5 21 và cái này là cây 20. Rồi 18,5 21 20. Rồi cái này ba cây giá 220.000 nha. 220.000 cho ba cây vít. Rất đẹp đúng không? Bóng yên thui rồi, cán cầm cực kỳ chắc tay luôn. Rồi ok. Mã số 12 là một cái gốc chuyển hướng nha. Vít chuyển hướng nè, sẽ cáp á, gọi thì gọi chứ người sợ họ là sẽ cáp giá 150.000 nha. Cái này đến từ thương hiệu là Sunlat nha. Đây nè, ở trên này nó đóng nè. Sunlat ha. Đó. Rồi. Đây nó sẽ giãn như thế này đó. Mình hãy mình gắn như cái máy khoan pin của mình á, hay là những cái dòng vít lùng á mình sử dụng được, mình sẽ chuyển hướng như thế này nè. Đó. Đây. Gắn máy khoan ở đây. Sẽ quay cái này. Ở trên này nó sẽ quay luôn không? Mình sẽ giữ lại cái này. Sẽ quay luôn. Đó nó thông dụng nhà đó, mình gắn cái mũi vít lùng mình đang xài vô đây, gắn cái máy khoan pin vô đây. Đó, chuyển qua những góc hướng cong thế này nó đút vô mình quay rất là ok, cầm chặt chỗ này là mình xài thoải mái nha. Mình quay thoải mái luôn. Đó. Đó thông dụng ở chỗ đó. Thì cái cây này chiều dài của nó là được khoảng 18 cm nha. Rồi cây này giá 150 ngàn luôn nha, 150 ngàn luôn. Mã số 12. Đây mã số 13. Mã số 13 là một bộ vít thử điện của dòng Vietcell nha. Đó, em test rồi ok hết, không có cháy nha. Vẫn xài ok hết, hoạt động bình thường hết. Những mũi của nó thông dụng này, 6 mũi tất cả nha. Đó, thì cái cây này chỉ cần mình gắn vô thôi. Đó, gắn nó vô như thế này nè. Mở đây ra. Đó. Mình có thể sử dụng gia đình được. Rồi mình mở những ốc ác gì cũng không dụng nó được, ok hết nha. Đó vậy thôi là mình mở, khi nào mình cắm điện á mình chỉ cần chạm tay vô cái con ốc ở dưới này nè. Đó mình tiếp đất, mình đạp, mình đứng dưới đất tiếp đất, bấm như này đèn nó sẽ sáng lên nha. Thì còn đừng đặt, đừng chạm như đây, chạm nó giật chết á, còn chạm như này nè. Đó thì nó sẽ cắt điện qua một cái bóng đèn đây nè. Đó ở trên này nó còn đóng chữ Vietcell luôn không. Đó rồi ok, bộ này giá nó là 250.000 nha, 250.000 cho một cái bộ vít thử điện này đó, rất thông dụng luôn. Đó, lại này xài biết khi nào mới hư được. Đó. Thì cái cây này nó là thông dụng nha, là như mình xài mình mở ốc đồ mình sử dụng được mấy cái mũi luôn nè. Đó, BH1, BH2, BH3 trừ đầy đủ cho anh chú chị xài hơn. Thì cái cây này giá nó là 100 250 ngàn mã 13 nha. Rồi. Bỏ vô, nó có một cái túi của nó luôn thấy không? Đó, túi rất đẹp luôn, không rách rưới gì nha. Rồi ok, giá là 250 ngàn cho mã số 13. Mã số 14 nha, mã số 14 là một bộ lục giác của Nhật nha, giá 200 ngàn, mã số 14 nha. Thì gồm trên này có là 5 ly. À đầu tiên là nhỏ nhất là 1 ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 4, 5, 6, 6 ly nha. Đây, những cái mũi vít ở trên này nó đều đóng chữ. À, mũi lục giác nhá, quên em nói lộn. Và những mũi lục giác đều đóng chữ hết nha. Đó, nhìn thấy không? Rất đẹp luôn. Đó, kể cả những cái mũi nhỏ nhất, cái mũi ly rưỡi nó cũng đều có hết luôn nha. Đó, rất là thông dụng. Ở trên này là những lục lục giác giống như là nó quên xài hay sao, chưa có một cái dấu gì gọi là mở luôn không. Rất đẹp luôn. Ở dưới đây là xài đầu bi nè. Để những góc hướng đó, mình có thể xây những góc thế này nè. Như lục giác thế này, mình đặt như thế này mình mở cũng được nha. Đó, nó lợi hại là lợi hại những cái chỗ bi như vậy. Đó, rất là thông dụng nha. Đó, có một cái chỗ để mình treo lên thấy không. Rồi bộ này giá là 200 ngàn nha. Nói chung là lục giác Nhật xài ngon lắm, mình mở không có hư ốc của mình nha. Đó, mình làm xe làm đồ đó, mình mở đồ máy gì đó không có hư lục giác của mình, không ngưng ốc mình. Bao nhiêu lục giác lô mở thời gian đâu, cái này nó tròn đi là sẽ quạt cái miệng của mình luôn nha. Rồi bộ này giá 200 ngàn cho mã số 14 nha. Mã số 15 là một bộ lục giác nhỏ hơn, giá 150 ngàn. Thì bộ này nó của Hô Gian nè, nó sẽ dán cái mặt này nè, mà về vệ sinh chà cước nó sẽ dăng mất tiêu luôn. Đó, về những chỗ này nó rất là dơ luôn, về vệ sinh chà luôn. Ở trên này nó có ghi nè, 1 ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi, 3, 4, 5, 6 ly nha. Đó, cũng như vậy luôn. Đó. Mất về một cái mạc thôi mà. Đó. Rồi ok, những cái mũi rất đẹp luôn. Đó. Không có chê chỗ nào luôn nha. Đó, có qua sử dụng rồi nhưng mà rất đẹp luôn. Thông dụng. Gấp lại, ok hết nha. Đó. Thấy không? Không có lỗi lầm gì luôn nha. Rồi bộ này nó giá là 150 ngàn thôi nha. 150 ngàn cho cái bộ lục chét này. Hôm nay cảm cho người nói chuyện nó hơi bé chút xíu. Rồi tiếp theo nữa em lên mã số 16 nha. Mã 16 là một cây thước Levo nè, giá 150 nha. Đó, cây này nó không có 500, giá nó sẽ 150 nha. Thì cây này đến từ cái thương hiệu gì nè, anh chú nhìn như em với nha. Tại vì em không thể nào em đọc nổi nữa. Đó, Mercedes-Benz ha. Đó, thước đứng ngang đầy đủ nha, cầm tay mà.
về sỏi dây mình đem đi rất là ok luôn, hạn như mình đo công trình gì đó chỉ cần cầm đặt lên thôi đó, đặt lên thế này đó, rất thông dụng luôn. Này bằng nhôm không có từ nha. Rồi cái này chiều dài của nó là được 10 cm nha, bản 4 phân 6 nha, và chiều ngang là 2 phân nha. Rồi ok, giá nó là 150 ngàn cho một cái thước level cầm tay nha. Đó, rất là thông dụng luôn. Cái mạc là nó giống như nó bằng nhôm vậy nha, mạc này giống như bằng nhôm vậy. Ở bên này bằng giấy nè, đóng chỉ chìm luôn, messenger band ở dưới đây còn cái mạc nữa nha. Rồi đây còn cái mạc giá này mà vệ sinh dầu nó chốc nè. Rồi giá là 150 ngàn nha. Rồi tiếp theo nữa em lên mã số 17 cũng như một cây tương tự giá 200 ngàn nha. Thì cây này nó có từ này. Đây em sẽ hít thử cho anh chú xem nha. Thấy không? Đó, cực kỳ cứng cáp luôn. Đó. Thì cây này có từ thì nó là 200 ngàn nha. Cũng là của Nhật luôn, đều đóng chỉ sao bên hết, thấy không? Đó, cây này nó khác đời cái kia thôi. Đó, bên này có cái mạc vệ sinh nó chốc tiêu rồi. Thì cái cây này rất đẹp luôn, không nứt bể gì luôn nha. Cùng một xanh với cái kia, chỉ hơn nhau có cái từ thôi. Đó, 4,5 cm thấy không? À, chiều ngang của nó là 2 cm này. Nó chỉ dài là 10 cm nha. Rồi ok, cây này giá 200 ngàn nha. 200 ngàn cho một cây Levo cầm tay mini này. Đó, rất là thông dụng luôn. Rồi tiếp theo là em lên một cây thứ mã 18 là một cây Levo giá 200 ngàn luôn. Cũng là của Nhật luôn. Messenger band thấy không? Đó. Bên này nó có một cái tem y chang cái cây màu hồng hồng mà em mới quay nha. Cái mã 16 y chang luôn nè, một thương hiệu luôn nè. Đó, tem này nó bằng nhôm nè. Đó, nhôm là nó mờ hết rồi. Thì thị đứng, thị 45, thị ngang đầy đủ hết, đều có từ hết nha. Em sẽ tắt nè. Thấy không? Rất là ok luôn. Đó. Rất là ok luôn. Rồi. Rồi, cái này giá là 200 ngàn nha. Để em đo cái từ cái thước này. Thước này chiều dài nó 20 cm nha. Bản nó là 4 cm. Bề ngang của nó là 1 phân rưỡi nha, 1 cm rưỡi. Rồi ok. Giá 200 ngàn cho một cái thước level cầm tay luôn. Rồi. Tiếp theo đây là một cây mã 19, một cây giá 250 ngàn nha. Là cây này của Mỹ nè. Cây này sẽ đóng USA chữ nổi đồng hành nha. Clentus nha không? Đó, thương hiệu với dòng kềm đồ đó. Đây rất là đẹp luôn nha. Ở bên này là thủy ngang nè, thì đứng là thì 45 độ nè. Thì hai cái thủy này cái màu trắng và cái thủy ở giữa nó sẽ màu xanh, mình nhìn thấy rõ luôn nha. Zin của nó luôn nha, không có thay chế gì đây đó. Rồi, cây này rất là đẹp luôn, đều có từ hết nha. Đều có từ hết nha. Rồi. Chiều dài của cây này á là 23 cm. 1,5 cm và chiều này là 3,8 cm nha. Thì cái cây này á là nó bằng nhôm nha, thân nó bằng nhôm nè. Đó, xài khi nào rớt cũng không sợ hư nha. Rồi cây này của Mỹ giá là 250 ngàn nha, 250 ngàn cho cây của Mỹ này. Rồi tiếp theo em lên một cái bán phấn nha. Đó, cái này bữa bán anh kia ở ngoài Bắc, xong anh gọi dẫn hôm qua cái máy trả đơn về lại nè. Anh ở ở Lâm Đồng nha. Đó, anh bán lại nè. Giá là 150 ngàn. Đó, cái cây này là của Nhật nè. Ở trên này nó sẽ ghi thông số chữ Nhật hết nha. Của dòng Takumi Saben. Đó, không có nứt bể gì nha. Đây cái lỗ này để mình bỏ phấn vô nè. Đó, mình mở ra. Nó có một cái cọng cái ron này nha. Rồi, nhà mình mở ra thì còn xoay nè. Nó có một cái ngàm. Ngàm này giữ cho nó không rớt nữa không? Mình xoay ra xong mình chỉ cần rút qua quay thôi. Đó. Xìu lúc mình rút ra tay quay nó sẽ quay theo luôn. Em này, quay thấy không? Đó. Mình bắn vô mình bỏ phấn vô muốn học sinh ấy, mình bắn phấn xong bắt đầu chỉ cần quay lại thôi. Đó. Rất là thông dụng ha. Đó, khi nào mình gắn vô cái mũi kim là coi chừng mũi kim này nha. Đó, xoay lại. Đó, cầm rất là cứng cáp luôn, không sợ rớt luôn nha. Đó, rất thông dụng luôn. Thì cái cây này giá nó 150 ngàn nha. 150 ngàn luôn. Đó, bữa có cái anh ở bên Lâm Đồng anh mua cái đầu anh gọi cho anh năm suất cuộc shipper gọi cho anh không được cái đầu trả về cho em luôn thì đó, em đem bán lại. Rồi ok, mã 21 giá 450 ngàn là một thước cây thước cặp Mitu Toyo nha. Đó, một thước gem á, gọi thước gem đó. Nó có một cái bao như này hàng mãi về nó bị cứng nè, bị két chút xíu nhẹ này nha, nhưng mà còn đựng rất là ok luôn. Nó còn đóng chữ Nhật luôn nè. Rồi, cái này có dùng Mitu nha. Mitu Toyo rất đẹp luôn cái mũi nè. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đó nè, mặt dưới nè. Đa số thức bảy nó hàng bảy nó về là đa số là cái mũi này là nó bên Nhật đó, nó kiểu như nó cặp cơ khí á, là nó kéo ra cái vô này là sau đầu nó cặp đi, nó gạch làm dấu, nó sẽ mòn, cái này kinh khủng, nó bên cao bên thấp liền à. Còn những cái này rất đẹp luôn, hai mũi trên mũi dưới bằng nhau hết đúng không? Trời, rất đẹp luôn. Đó. Anh chú nhìn kỹ nha. Đó, rất đẹp luôn nha. Đó, mặt sau nè. Đó, ốc chỉnh đồ giữ lại cố định là ok hết nha. Đó, trơn tru hết, không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó. Rồi ok, cây này là của dòng Mitu Toyo nha.
Đó, rất đều luôn nha. Rồi cây này giá là 450 nha, 450.000 cho cái cây thức cặp này. Rồi, bỏ cái bao da của nó. Rồi cái này bao da thì nó hơi bị tét nhẹ cho này thôi nha. Đó, quan trọng là cái thước đẹp là ok rồi. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 22, 150.000 là một cái cây kính lúp nhíp lúp nha. Đó, để dành mình chú sưu tầm, mình chơi, mình làm đồ điện tử á, mình sử dụng nó cho một cái bao da này nè. Thì cái cây này á, là hoạt động chức năng của nó là ở trên này nó có ghi chữ nè, đó không, đó ở trên này nó ghi chữ nè, đó ở đây một cái lúp nhìn phóng đại rất là to luôn, chẳng như là mình gấp đồ điện tử đồ đó, mình chỉ cần gấp đây nè, đó mình sẽ thấy như cái một cái mục đen đen ở tay em đi ha, chỗ này nha, mình sẽ đặt ở đây đó, tại cái máy em nó sẽ không nhận nét được, thấy không, đó thấy không, kẹp rất là ok luôn, mình kẹp những cái đồ nhỏ rất là ok luôn, nó phóng đại rất là to luôn, thấy không, đó rồi ok. Cặp cây này á nó xài rất là đẹp luôn, thông dụng của nó là được 13,5 cm nha. Rồi cây này giá 150.000. À em quên nói là cái cây thước cặp Mitu là dài 15 cm nha. Cây thước cặp đó là 15 cm nha. Rồi cây này là cái đó là cái thước dây mảy á là 15 cm. Rồi còn cây này là giá 150.000 cho mã 22 nha. Rồi mã 23 là một cây mỡ đá của dòng top nha. Mỡ đá mài á. Top nè, shop bên nè. Cái cây này phù hợp cho mấy chú nào là mình mua cái máy mài cầm tay về mình xài á. Thì mình hay nhiều khi mình mua cái máy to máy nhỏ hay là mình làm được nhiều máy, mình rất là mất thời gian để mình đi kiếm cái đồ mỡ lắm, thì mình cầm cái cây này mình bỏ túi nè, chứ còn mình mở ra đó, mở cự ly của nó là mở nhất qua để mở nha. Cái này là con ốc xiết cái lại nha, lóc lại. Thì cái cây này á mở từ cái máy nhỏ tới một cái máy lớn luôn, thì cái cây này mở từ 1 cm mở ra tới 5 cm nha. À, chưa tới 5 cm, 4,8 gì đó. Rồi ok, nhưng mà mở từ máy to máy nhỏ luôn. Mình chỉ cần mở ra xong mình đặt vô cái lỗ đó mình khóa lại, khóa chặt lại rồi mình mở thôi. Thông rất là thông dụng luôn, mình bỏ vô thùng đồ nghề của mình xài rất là ok luôn. Rồi ok, cây này thì nước gam thì không được đẹp lắm. Nó hơi bị ten ten màu màu chứ không. Nhưng mà vẫn còn ok, tay cầm cũng đẹp đẽ không nứt bể luôn. Đó rất là thông dụng nha. Thì cây này giá là 150 thôi nha. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa em lên mã 24 nha. 24 là một cặp uốn kẽm nha, bên xây dựng nè. Đó, hôm nay lên đồ xây dựng cũng hơi nhiều đó. Thì cái cặp này nó rất đẹp luôn, bên này nó đóng số 12 nè. Còn ở trên này nó đóng chữ nai nha. Đó, thông dụng cho mấy chú nó là bên xây dựng, cái cây này chưa xài nè. Cây này chưa xài nha, còn cái cây này nó có xài rồi nè. Còn cái cây này chưa xài luôn, rất đẹp luôn. Cái chỗ này trắng tinh luôn nha. Đó, hai cây đều xoay được hết. Hạn như mình lên xây dựng mình móc vô là mình xoay nè, đó. Nó sẽ uốn kẽm vô. Như cây này nó có một cái lỗ để mình xỏ dây nè, đó. Một cặp ngắn dài nha. Chiều dài của cặp này nó là dài được, cái dài nhất là được khoảng 27 cm, còn cái ngắn là nó dài được 22 cm nha. Đó, một cặp bao kẽm luôn để phù hợp cho nó xây dựng, hoặc những lỗ sâu thì mình xài cái lần này, còn ngắn thì mình xài cái này. Đó, cầm quấn rồi không, đó, quay nè, nó không có đau tay. Mấy chú đa số là quấn bằng cái sắt xấu không rồi, thì mình chơi bằng những cái thứ này cho nó đẹp ha. Rồi ok, cây này giá 200.000 cho hai cây nha, mã số 24. Rồi mã 25 là một cái đầu gắn bình ga khò nha, của Nhật nè, ở trên này nó sẽ còn tem mạc của nó nè, nó chữ Nhật nha. Đó, bên này nó thương hiệu là Soto nha, Soto đó không, đó trên này có mã của nó luôn nè. Thì cái cây này giá là 170.000, mã 25. Thì cái hoạt động chức năng của nó thì là gắn như cái bình ga mini nè, mình gắn như cái này với cái ngạnh cái bình ga không, mình xoay đó là mình sẽ khóa lại, khi nào mình xài á là mình chỉ cần mở cái nút này nè, đó mở ra mở vô, mở ra mở vô không, IC nè không, vẫn nhảy ok hết nha. Đó thì cái cây này nó là giá là 170.000 thôi nha. Đó mình mua gì mình xài, đồ Nhật thì xài ngon, đồ Việt Nam rất là nhiều rồi. Đó, 170.000. Đây là những lỗ trợ lực gió nè, mình thổi ga ra nó hút gió, như cái lỗ này nó làm cho cái lượng ga nó tăng thêm nha, lượng gió lực tăng thêm nha. Rồi rất là ok luôn, không nứt bể gì luôn, giá là 170.000 nha. Rồi tiếp theo mã 26 là một cái lít dao của Nhật nha, giá 170.000 luôn. Đây là lít dao kim cương nè, thăng 800 là độ nhám nó 800 nha, nó chỉ có một mặt này thôi nha. Còn mặt này là chỉ là thép không rỉ rồi. Đó, hai mặt này không có, chỉ có một mặt duy nhất thôi, nhám 800. Cái cây này giống như chưa xài luôn nha. À, chưa có một dấu mài luôn nha. Thì ở trên này nó sẽ đóng rất là nhiều chữ Nhật luôn. Em cũng chẳng biết nó đóng có chữ gì nữa. Thì cầm như thế này nè. Đó, cầm như cái này, dao như thế này nha. Liếc hoặc là liếc nha, nó thông dụng luôn, nhưng mà cái cây nó chưa xài nha. Đó, bãi về nó dính chút xíu phèn cái này thôi. Đó chẳng hạn, nhưng mà dấu chưa có một cái dấu gì chạm như luôn nha.
không, cái lớp kim cương rất đẹp luôn nha. Thì cái cây này độ nhám 800 rồi, ok giá cây này là 170.000 nha. Chiều dài của cây này là được 7 cm, dài 18 17,5 cm nha, rồi giá 170.000. Rồi tiếp theo là em lên mã 27. 27 là một cái kéo hồ lô giá 220.000 của Nhật nha. Đó, rất đẹp luôn ha. Cản về em nó sẽ bị chóc sơn thôi, nó thường tình 10 cái kéo hết 10 cây là bị chóc sơn hết, hiếm có một cây nào là còn nguyên sơn. Đó, về bánh chuối về đánh cước không về sơn lại nha. Đó, nhà ở trong này đẹp cực kỳ đúng không, không có mẻ sức gì đó. Em sẽ cắt giấy thử luôn nha, đây một cái giấy trắng này. Thấy không, bán cực kỳ nha. Đó, mấy chú này mua về mình để dành Tết để mình xài, mình cắt đồ bếp rất là ok luôn. Đó, đây nó có đồ khui bia rồi bóc cua rồi nha, rất là tiện dụng luôn, để trong bếp mình một cây để mình làm đồ bếp rất là xài, rất là ok. Nó có răng chống trượt đầy đủ hết luôn nha. Rồi ok, cây này giá 220.000 cho cái kéo hồ lô này nha. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 28 là một cái cân cầm tay giá 200.000. Cây này đến từ thương hiệu là Camosita. Camosita đó, nó một cái logo trên này nha, ở trên này có một cái logo nữa đó, logo trên này nè, tại giờ ánh đèn nó chiếu xuống á đó. Đó. Rồi cái cây bên này nó đóng chữ Nhật quá trời luôn, 2 gram tới 2 ký nha. Đó, mã số ở đây đó. Thì cây này chức năng đây nó có một cái móc mở lên đây để mình cầm như thế này nè. Đó, đây là cái nút tăng chỉnh cái độ gam của nó nè. Đó, mình siết lên siết xuống là mình tăng chỉnh nha, mình mở xuống nè cho nó xuống nữa không. Đó, đó tăng chỉnh lên xuống nha. Thì cái cây này 2 kg thôi nha, chỉ cần được 2 kg thôi nha mấy chú. Đó, thằng như là em kéo xuống thử nha. À, này mình mở ra là mình đẩy cái kim xuống nha. Đó, đó. Rất là chính xác luôn. Anh em cương thử chính xác chạy, nhưng mà em cương một cái đồ xịt khí thôi. Đó, móc cái đây. Thì cái cây này nó lọt tầm khoảng 2 lạng nha. Thấy không? 2 lạng nha. Đó, rất chính xác luôn. Một cái cương cầm tay. Nói chú nào mình đi ra chợ mà cho chị em phụ nữ ra chợ cầm theo khi mấy bà bán cá bán rau không có ăn gian mình được nha. Đó, cầm theo cần rất là ok. Rồi ok, cây này giá là 200.000 nha. Cái mã số 28 có 2 kg thôi, rất đẹp luôn. Rồi mã 29 nha, là một cái đồ khoét tường, khoét thật cao, khoét gỗ, khoét tay nắm cửa bằng gỗ rồi nha, đều xài được hết. Thì cây này là giá 150.000. Cái cây này là đến từ thương hiệu là Kayawa, đó bằng kim loại luôn nè. Đó, đó hạn như mình xài á, mình chỉ cần cái này là nó ngược chiều nha, mình chỉ cần hạn như mình muốn mở ra là mình chỉ cần xoay nó vô như nè, xoay theo hướng hướng ốc xoay vô kim đồng hồ là nó sẽ mở ra, còn hạn mình khóa khóa lại nè, nó sẽ là quay ra, nó sẽ ghi chữ lock nè, pen ha. Đó, mình mở ra mình đang chỉnh ở trên này, nó sẽ có những cái thông số ở trên này, có những cái thông số mili của nó, chẳng như mình khoan một cái lỗ gì đó, chẳng những cái lỗ này đi, thì cái đường kính của nó là rất là rộng luôn, nó to to cực kỳ luôn. Để em đo nha, đo từ tâm ra đây là 7 cm, thì mở ra cái lỗ như thế, mình khoan cái lỗ như thế này tầm khoảng 14 cm nha, đường kính ngang. Đó, mình đang chỉnh theo cái này, mình mở ra đi, đó sẽ đẩy nó qua, đó khoan vô một cái lỗ là để cái mũi kim này, nó sẽ ăn sâu vô cái gỗ mình nha. Rồi mình khoan là những cái lưỡi dao này nó sẽ chém, nó chém quay lại nha, chém quay nè, đó sẽ quay cái lỗ mình bự hơn nha. Rồi ok, bộ này giá là 150.000 đó nha. Đó, rất là ok luôn. Cái này mình gắn như mấy khoan cầm tay của mình á, mình xài. Rồi giá 150.000 nha. Rồi, tiếp theo nữa là em lên mã 30. Mã 31 là một cái kìm chết nha. Cái kìm chết giá 350.000. Cái này đến từ thương hiệu con cua nha. Đây con cua nè. Hàng nội địa ha. Đó. Mã 30 nha, giá 550.000. Cái cây này nó hơi cái màu nó hơi đen không, không được đẹp. Đó. Thì phần răng của nó thì đây, răng đẹp cực kỳ luôn, không có nứt bể gì hết, không có dập dạp gì hết nha. Đó, kẹp rất là ok luôn. Đây, em sẽ siết vậy nha. Đó nè. Biết trong cấp xe rồi, ok đây ngàm của nam rất là ok luôn nha, không có rơ lắc gì hết, hàng nội địa mà nó làm rất là chắc chắn luôn, độ tôn nó cũng dày nha. Rồi cái này giá là 350.000. Về phần răng thì quá ok luôn, chân tu nha, không có lỗi lầm gì hết. Đó. Đó. Rồi 350.000 cho một cái kìm chết này nha. Đó, cái này dài được
20 cm nha. Dài 20 cm rồi, cái này giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo là 31 là một cái kèm cáp nha, của thương hit nè. Đó, 300 ngàn, hit Japan nè. Đó, ngoại hình rất là ok luôn nha. Đó, cán quá nè, một cao su nó bị cứng nhẹ này nha. Đa số bên Nhật nó xài nó rớt, khi nào nó sẽ bị cứng thôi, nhưng mà rất là ok, cầm rất là êm tay luôn. Khóa đây, mở ra đó, chạy như em sẽ đo cắt của nó. Ví dụ là cáp xe thắng, xe máy đồ là mình đưa cắt được hết nha. Cái lỗ nó cắt được 6 ly nha, 6 ly lại là ok hết nha. Đó, thì cái cây này mình cắt cáp xe máy đồ đó, thắng xe đồ rất là ok luôn, cái độ bén nó kỳ luôn. Cái cây này lưỡi chưa có mẻ gì luôn nha, xài lướt nó bỏ rồi đó, cầm rất là ok luôn, thấy không? Cây này đến từ thương hiệu Hit nha, Hit Japan này ha. Đó, rồi cây này chiều dài của nó là được 20 cm nha. Rồi cây này giá là 300 ngàn luôn. Rồi tiếp theo lên một cái kềm cộng lực cầm tay mini nè, giá 170 ngàn nè. Cây này đến từ thương hiệu Wutsua, đó bên này đóng chữ Mercedes Japan nha. Đó, cây này lưỡi rất đẹp luôn. Thì cây này ngoại hình nó như thế này nè, đó, thấy không? Rất là ok luôn nha, không có lỗi lầm gì hết á. Thì cái cây này chức năng hoạt động của nó là cắt, cắt thì cắt từ cửa ly là 4 ly đổ lại ok hết nha. Nói chung từ căm xe đổ lại là mình cắt được hết, căm xe lưới B40 đồ đó là mình sử dụng mình cắt ok hết nha. Đó, mình phù hợp cho mình để mình làm nghề đó, rất là ok luôn. Rồi ok, cái này giá nó là 170 ngàn nha, 170 ngàn trên giá mã 32 nha. Rồi rất đẹp nha, cán đồ rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 33 là một cái kèm túc điện nha, giá 300 ngàn. Cây này đến từ thương hiệu là Hoyen nha, Hoyen là đó, ngoại hình thấy không đó, em sẽ quay kỹ nha. Đó, rất đẹp luôn. Nó sẽ tuốt từ dây 1.0, 1.6, 2.6 và tới 3.2. rồi ok, em sẽ tuốt thử nha. Sẽ dây 2.5. Đây, cái sợi điện là 2.5 nè. Đó, mình chỉ cần mở ra, đặt vô, bấm, ý, bấm chắc vô cái lỗ này nè. Đó, là nó bung ra thôi, đơn giản thôi, không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó, bấm sát chứ, bấm vô đúng cái lỗ dây của nó nha. Tại vì cái dây mình nhỏ hơn là mình đặt vô nó sẽ không đứt nha. Đó, sẽ không chạm với điện mình luôn. Như dạng như dây của anh với chú nào mà 2 chấm mà đưa vô lỗ 3.2 sao mình tuốt được, nó sẽ tuột thôi. Đó, đi ra đây. À, đặt chưa không? À, rất là tiện dụng luôn. Đó, không có lỗi lầm, nó không đứt dây nha. Rồi cái này giá nó là 300 ngàn nha, 300 ngàn cho cái mã 33 này. Đó, mình mua về mình làm rất là ok luôn nha, 33 giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo lên mã 34 là một bộ kèm 3 cây, giá 350 ngàn nha. Đó, một cây của dòng Taibet, một cây của Dit và một cây của Top nha, đều có dấu vết hàng nội địa hết nè, đều 3 cây đều có hết luôn nha. Đó, thì 3 cây gồm cái là mỏ bằng, mỏ xéo và mỏ nhọn nha. Thì cái cây này là mỏ bằng nè, cây mỏ bằng rất đẹp luôn về phần răng nè. Đó, phần răng ha, rất là ok, nhằm cắt khít nha, không hở nha. Một cây nè, cán đẹp nha, không nứt bể gì luôn nha. Rồi cái thứ hai là cái cắt xéo, nó có một cái lỗ tút điện như này, để xem sẽ tút cho mấy chú xem luôn. Đó, rất đẹp luôn. Rồi cái thứ ba là cái mỏ nhọn nha, quần top nè. Đó, răng cổ rất là ok, là nhà cắt khít luôn nha, cán cũng đẹp cực kỳ luôn. Đây em sẽ cắt dây điện thử nha. Đây, ba cái này là một size 16 cm hết luôn nha. Đó, rất là ok luôn. Đó, cây này là cái cây cắt xéo nè, thấy không? Rồi em sẽ tút thử luôn nha, bấm vô cái lỗ nè, ấn nhẹ vô, quay cầm tuốt ra, thấy không? Rất là ok luôn nha. Rồi cây này cũng vậy, cây này cũng vậy, cắt rất là ngọt ngào luôn, không có lỗi lầm gì đó, ha, rất ngọt luôn nha, không có lỗi lầm gì hết nha. Rồi ba cây cán rất đẹp luôn, ba cây một size luôn nha, là 16 cm luôn. Rồi ba cây giá là 350 ngàn cho ba cây nha. Rồi tiếp theo nữa em lên một cái kèm gấp phe, giá của thằng Super giá 300 ngàn nha. Đó, cây này ngoại hình Super nè, đó, cầm rất là êm tay luôn. Đó, nó cộng lực mà, nó cộng lực từ đây qua đây nè, để chi mình mở ra cái cảm giác nó gọi như là nó không có bị cứng lại nha, không có đau tay nữa. Đó, là nó sẽ có hình răng như thế này nè, đó, răng để cho nó không trượt phe mình ra ngoài nha. Đó, cầm rất là ok luôn. Đó, chiều dài của cây này á là nó dài được khoảng 26 cm lận nha, dài cực kỳ luôn, cầm rất là có thế.
mình chỉ cần bóp đút vô, mình bóp nhẹ là nó bung ra thôi chứ không cần phải gần tay hết sức đâu nha. Rồi cái này giá là 300 ngàn như một cây này nha. Đó là cái phe này, là phe này phe ngoài nha, đây là phe ngoài nha. Rồi giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo nữa, mã 36 là một cặp kè phe nữa, là 320 ngàn cho một cặp luôn. Thì là một hai cây liền của top hết. Cây này là top đóng chữ la dê nè, mà cái này mấy anh chú đưa ra ngoài sáng á, mấy anh chú sẽ thấy chữ còn nha, tại em về em đánh cướp nó sẽ mất chữ thôi. Còn bên này đóng chữ chìm nè, thì cặp này rất đẹp luôn, cây này nó như là cái cán của nó đó. Rất đẹp luôn nha, không có lỗi lầm gì hết, hơi bị cứng chút xíu cho này thôi bãi. Mà chỉ cái cây này là mình mở là cây này là mở phía ngoài, còn cây này mở phía trong nè, một cặp luôn nha. Đó mũi nè, đây em sẽ quay mũi nè. Mũi rất đẹp, còn cây này vậy, cây này có xài gì rồi ha, mũi nó cúp vô ha. Đó để mình bóp vô là nó sẽ phe, cái lưỡi phe nó sẽ nằm trong này, nó không bị tuột ra ngoài nha. Đó một cặp luôn. Thì cái phe ngoài nó sẽ, tất nhiên nó sẽ có lò xo, còn phe trong không bao giờ có lò xo nha, tại mình bóp vô mà. Đó mình bóp vô mà nó mà có phe lò xo nó sẽ đẩy phụ ra sao. Rồi cặp này nó chiều dài của nó được 17 cm luôn nha. Rồi cặp này giá là 320 ngàn cho một cặp. Đó mua về xài rất là ok luôn, không có rơ lắc nha. Nói chung đồ Nhật xài nó không gì có vụ rơ đâu, từ cứng tới bóp bóp thôi. Rồi ok, tiếp theo nữa là mã 37 là một cái kềm. Cái kềm thép trắng nha. Cây này là đến từ thương hiệu là Massen Pakistan. À, Pakistan hàng của nước ngoài á, hàng châu Âu gì đó. À, chả biết Pakistan có nước hàng châu Âu, châu Á gì đâu. Rồi, Pakistan cái kềm này thép trắng nha, cán rất đẹp luôn. Nó cong xuống nha. Đó. Phù hợp nó mang chú thích thì sưu tầm. Đó, răng ngàn của nó ok hết, không có lỗi lầm nhất, nhằm cắt hết luôn. Đó. Cái này chiều dài của nó là được 16 cm luôn. Rồi cây này giá là 150 luôn nha, 150 cho một cái kèm Pakistan này luôn nè. Rồi tiếp theo là em lên một cái kèm điện nữa, mã 38 là 170 ngàn nha. Một cây này của Senkei, Senki đó, có cái dấu hàng nội địa nha. Đó cành rất là ok luôn, cán không nứt bể gì luôn nha. Đó, ngoại hình răng cổ nè, đó răng cổ rất là ok luôn, mềm mại không rơ lắc nha, kèm Nhật không không có rơ lắc nha. Đó nhìn cắt rồi không đẹp cực kỳ, không hở nha. Đó. Cây này chiều dài của nó là được 19 cm nha. Rồi cây này giá là 170 ngàn cho một cây kềm mã 38 này. Rồi mã 39 là một cây kềm thứ hai, mã 170 ngàn luôn, của dòng trai mắt nha. Đó trai mắt này đầu rất đẹp luôn nha, nó trắng này, không nứt bể gì hết, cây cũng là 19 cm luôn nha. Đây răng cồn ha, còn rất là ok, nhằm cắt khít luôn nha, không hở nha. Đó. Thấy không? Cắt rất là ok luôn. Đó, cái này là size 19 cm luôn. Rồi giá là 170 ngàn luôn nha. Có dòng che mắt nè. Đó. Rất đẹp luôn. Nhìn kỹ nó sẽ tháp những lớp thép xung quanh cái miệng cắt nha không? Đó, mình nhìn kỹ nha. Ánh nắng nhìn vô rất là rõ luôn. Rồi ok. Mã 40 là một cái kềm của dòng Fuyuya chữ chìm nha. 170 ngàn luôn. Đó, ngoại hình cán nè, không nứt bể gì luôn nha. Đó, Fuyuya nè. Đó, hai bên chữ đều có hết nha. Cái cây này á, phần răng nó đây. Đó. Mấy chú nhìn kỹ nha, chốt nha. Rồi, nhằm cắt khít nha, không hở nè. Đó, nói chung là không có vụ rơ lắc đâu. Đó, rất mềm mại luôn chứ không có rơ lắc gì đâu nha. Đó, như điện đôi nè. Thấy không? Rất là ok luôn. Cắt lại đây. Thấy không? Rất là ngọt ngào luôn nha, không tại vì nó không hở thì làm sao mà nó ngọt được đúng không? Rồi ok, cây này chiều dài của nó là được 19 cm luôn. Đó, rồi ok, ba cây luôn nhau hết, giá 170 luôn nha. Đó. Rồi rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo là 41 nha, là em lên một cái kềm cắt nhổ đinh, cắt đinh luôn nha. Giá 150 thôi. Cái này rất đẹp luôn, bên này nó đóng series của nó luôn ha. Nhằm cắt đây, trắng tinh luôn không? Chưa qua sử dụng luôn. Đó. Cà này nó làm nhám nhám để chi, để cho mình cầm không bị trơn tay á. Đó, nhà như mình cầm vô những cái chỗ đó, cắt đinh rất là ok. Em sẽ cắt chạy điện thử luôn nha, tại em có đinh. Trời ơi, cái này cắt nó ngậm nó ngọt liệm luôn không? Không. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó. Cực kỳ êm ái luôn nha. Đó. Chưa xài mà không? Đầu nó còn bóng nè, nước sơn đít cán còn luôn không? Bãi nó về mà nước gam đen nó còn như thế này luôn nha. Rồi cái cây này thì dài của nó là được 19 cm luôn nha. Rồi giá nó cũng là 150 thôi. 150 thôi nha, giá mã 41. Rồi mã 42 là một cái kềm túc điện nữa nè. Giá cũng 170 ngàn luôn. Spam Cham đó, ở trên này nó đóng chữ, bên này nó đóng chữ Mercedes-Benz nữa nha. Đó ở trên này đầu tiên á, là một cái kềm cắt dây điện
đây dây điện thế này đây, à mình chia dây điện đó nhé, cái này để chia dây điện đây nè, đó thấy không, đó để tước ra đó, xong rồi mình cắt thấy không, rất là ngọt ngào nha. Đó, ở trên này sẽ đóng có bấm lỗ code, thì trên này sẽ ghi thông số nè, 0.3, 0.5, 0.55, 1.2, 2.0 là những lỗ code của nó nha. Ở đây là những lỗ code tròn nè. Đó, rồi đây là những cái lỗ tụt điện của nó luôn nè. Em sẽ tụt thử luôn nha. Đây là mình sẽ đặt vô cái dây 2.5 của mình. Bấm vô đây. Đó, tụt ra, nó sẽ ra như thế này nè, không? Đẹp cực kỳ, không đứt dây điện nha. Không đứt dây điện của mình luôn, thấy không? Rất là thông dụng luôn. Cán cầm rất êm tay luôn. Ha. Đó, rồi chiều dài của nó là được 23 cm nha. Cái này giá 170 ngàn luôn. Đó. Rồi tiếp theo mã 433 là một cái kèm cái da độc cáp, có một cái bao dĩa vỏ, một cái vỏ bằng nhựa rất hay luôn. Đó, cái này để mình đeo vô như địch mình á, thắt lưng mình đó nha. Đó, cái khóa nè. Đó, khóa để chỉ không rớt dao mình ra ngoài lên trên cao không bị rớt. Đó, rồi mình trên cây đồi đó mình róc cây cho nó không bị rớt nha. Kè xuống, móc ra. Thì ở trên này nó cũng lưỡi dao như thế này nè. Đó. Rất đẹp luôn, bén cực kỳ luôn nha. Đó, bén cực kỳ luôn, nhìn rất là sáng luôn nha. Cán đóng chữ nhật đầy đủ luôn nè. Đó. Bên này nó còn đóng chữ ra bên này nè. Thấy không? Đóng chữ ra bên này nè, thấy không? Đó, sợi rất là ok luôn, mình cầm đi để mình đi vô rẫy vô vườn hay là mình đi đâu đó mình cầm theo con dao rất là ok luôn. Có một cái vỏ để bảo vệ, thấy không? Rồi đút vô. Đó, khóa lại. Thấy không? Thì không rớt nha. Không bao giờ rớt. Rút cứng ngắc à, khi là mình kéo xuống nó sẽ nhẹ nhàng ra thôi. Cái cây này chiều dài của nó là được 24 cm nha, phần lưỡi là được 9 cm. Đó, rồi bỏ vô cái cán là 300 ngàn nha, là 43. Đó, khóa lại, không nứt bể gì luôn nha, rồi 300 ngàn. Rồi tiếp theo mã 44 là một cái kéo cắt tôn dùng Mitsu, giá 300 ngàn luôn. Mitsu nè, à cái cây này không phải Mitsu, nó dòng giống như Mitsu vậy, cũng là Nhật luôn, đóng chữ Nhật nha. À, nó thương hiệu là Techkey C240, là ý là những chiều dài là 240 ta, đúng rồi, chiều dài là 240 250 nha. Đó, khóa viết đầy đủ hết, cầm rất êm tay luôn. Để em cắt tôn nha, giấy thử được không, tại em không có tôn thì chúng mình cắt giấy cũng như tôn luôn. Đó, nó ngọt kêu không, đó rất là kỳ bén luôn. Thì cái cây này phù hợp cho mấy chú nó mình cắt á, là mình sẽ tôn sẽ chạy dưới nè, nó sẽ không có đụng vô tay của mình, em thấy ngang á là cắt nó sẽ chạm tay, còn cái cây này mình cắt thẳng được đường dài rất là ok luôn. À, giấy này mấy em cắt không, thấy không, ngọt ngào ghê không, đó không có lỗi làm gì luôn nha. Đó, rồi cây này giá là 300 ngàn nha, 300 ngàn cho cái cây cắt tôn này nha. Rồi rồi tiếp theo là em lên mã bonsai mã 45, giá 200 ngàn cho cái kéo tỉa dâm. Cây này là lưỡi ở đây rất đẹp luôn nha, cán cái khóa rin còn luôn nè, cái khóa này khóa rin nó luôn nè, vẫn còn nha, là so chữ V nè. Thì cái cây này là nó rất đẹp luôn, nói chung là em không có mài để rin, chỉ về dọn cước thôi. Đó, thì cái cây này chiều dài của nó là được 21 cm nha, 21 cm. Đó, chỉ dâm nè, rất là ok luôn. Gấp giấy thôi đây, sẽ lấy một cái mới em cắt thử nha, này cái mũi nha. Đó, rất là ok luôn, nó bén cực kỳ luôn nha. Giấy mà mình đứt cái này thì đưa vô cây cắt chịu gì nổi, đúng không? Đó. Rồi cây này giá là 200 ngàn nha, 200 ngàn chứ cây mã 245 này, cây này không có chữ nha. Đó, nó có chữ tem nhưng mà về vệ sinh mất rồi. Rồi giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo lên một cây giá 250 ngàn, mã 46, cây này có chữ nha. Đó, thì cây này rất đẹp luôn, lưỡi nè. Đó, em về em vệ sinh em mài rất đẹp luôn nha. Đây, cắt rất là ok luôn. Đó. Thấy không? Rất là ngọt ngào nha, không có lỗi lầm gì nha. Cái mũi nè, cắt cái mũi luôn nha. Rồi. Thân tròn nha, dạng thân tròn nha, một cái tỉa dâm. Đó, rất đẹp luôn. Đó, rồi giá là 200 ngàn luôn. 250 ngàn chứ quên. 250 ngàn. Cây này chiều dài của nó là 20 cm nha. Rồi giá 250. Rồi tiếp theo nữa em lên một cây mã 47 giá 150 nha. Cây là thân vuông, thân vuông nè, không đó, nó không có đẹp bằng thân tròn được, thì cái cây này nó không có chữ luôn. Đó, bên Nhật nó sản xuất giống như để dành cho những người nghèo nó xài á. Đó, đó, bén cực kỳ luôn, cây này lưỡi cũng chưa có làm một cái gì hết, vệ sinh cước thôi. Đó, bén cực kỳ đúng không. Rồi
Cái này chiều dài của nó là được 20 cm luôn nha. 20 luôn, dài 20 luôn, giá là 150.000 luôn. Đó, thân tròn thôi. Vuông. Rồi, tiếp theo nữa em lên một cây thủy dâm nữa, mã 48. Cây này giá 200.000 luôn. Cây này đúc nguyên cây luôn, có chữ nghĩa đầy đủ khóa nè. Đó. Lò xo ống nè. Bên này nó có chữ không? Cây này để thân thế là thế công này nè, để chi? Nhưng mà chú nào mình mua về để mình gọt những cái ngọn lá rồi đó, mình đưa vô mình bo nó tròn như thế nè. Rất là hợp lý luôn nha. Đó. Đó, rất là bén luôn. Trời, nó bén ghê không? Đó, mấy cái thứ này nó bén kinh khủng. Thấy không? Cái này nó cong tròn thấy không? Nó cong tròn thế này chứ không phải là thẳng. Đặt chưa nè. Đó. Thấy không? Rồi ok. Cây này chiều dài của nó là được 18 cm nha. Rồi cây này giá 200.000 nha. Cây này là đúc nguyên cây luôn, bọc tráng nhựa cho cầm êm tay thôi. Giá là 200.000 nha. Nó đúc nguyên cây có chữ nghĩa đầy đủ luôn không? Đó, rất đẹp luôn. Không mẻ, không bị nứt gì hết đó. Rồi ok, cây này giá 200.000. Rồi tiếp theo lên một cây giá 200.000 nữa, một cây tỉ dâm đúc nữa nè. Giá 200.000 luôn. Rồi mã 48 nha. Chữ nghĩa đầy đủ luôn nè, thấy không? Đó. Mã 49 chứ quên. Nãy giờ giới thiệu nhiều quá đâm ra mình đỡ lưỡi luôn. Đó. Lò xo rất là ok luôn. Cắt nữa nha. Trời nó bén. Không, anh chưa nghe tiếng không? Rét 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 luôn nha. Đó. Cái này rất đẹp luôn. Đó, mũi rất đẹp luôn nha. Lưỡi không mẻ nha. Rồi, khóa da nè. Đó. Xài rất là ok luôn. Tỉ dâm mà. Rồi cái này giá 27 cm nha. Cái này giá 200.000 luôn. Đó. Nên ưng cái này thì chốt thôi. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 50 là một cây tỉ dâm nữa nha. Thì cây này giá 150 thôi. Đó. Tại vì cái thân nó mỏng manh quá. Đó, đều đóng chữ nó xin ban luôn thấy không? Đó. Cái này rất là ok luôn. Lưỡi nó hơi bị đờ xét cho này xíu thôi nhưng mà bén cực kỳ nha. Quá rin còn luôn không? Đó. Cắt này. Thấy không? Bén cực kỳ luôn nha. Đây. Cây này chiều dài của nó là được chiều dài của nó là được khoảng 18,5 cm nha. Cây này giá 150.000 luôn, 150.000 cái cây tỉ dâm này luôn nha. Lò xo rin đầy đủ hết, về chỉ xài thôi. Rồi tiếp theo em lên một kéo đuôi cá nha, một kéo đuôi cá giá 5 mã 51, giá 200.000, thép trắng nha. Đó, những dòng thép trắng đó, rất là đẹp luôn, nhìn nó sáng lại nha. Đó, không đều có chữ hết nha. Đó, ông chữ này khóa đây, nó có một cái khóa này nè, bấm vô mở ra, đó bung ra. Ở trong này nó sẽ có một cái lò xo nằm ở giữa con ốc này nha, để nó bung ra nè, thấy không, thấy không. Đó, mình cắt mình không phải gồng. Đó, còn này nó sẽ trợ lực cho mình cầm, thấy mình cắt nhẹ nhàng nha. Đó, nó sẽ có một lò xo bung ra, lưỡi thép trắng nè, rất đẹp luôn. Để em thử luôn nha. Trời, nó bén. Thép trắng thì khỏi nói rồi, không bén cực kỳ luôn. Để mình tỉa những rễ cám trong chậu mình đưa ra, mình mua về mình cắt rễ rất là ok, trọt xuống là cắt rất là ok luôn, khóa luôn nha. Đó, khóa này tại vì là dòng lò xo bung cũng phải có khóa, nó sẽ không bị bung ra. Đó, mũi rất đẹp luôn nha. Đó. Rồi cây này giá 200.000 nha. Chiều dài của cây này nó dài được 17 cm luôn, giá 200.000. Rồi tiếp theo em lên một cặp kéo bướm nè, giá 350 nha. Một cặp kéo, một cái bướm và một cái kéo đuôi cá, giá 350.000 nha. Thì cây này em chưa xài luôn nha. Đây, lưỡi rất đẹp luôn. Đó, đóng chữ hai bên rồi mà nước ra nó còn đen thui luôn không. Đó, cây này nó xài ốc rồi, mình có thể tháo ra mình mài dũa sau này thì vẫn ok nha. Đây, em sẽ cắt thử luôn nha. Em sẽ quay từng cây cho. Đó. Không, rất là ok luôn. Đó. Thép đen thì nó không bằng thép trắng đâu, nhưng mà nó đẹp. Những cây em phải đem bây giờ mới tan thế này không. Rồi, một cây. Cái thứ hai là một cây bướm có chữ đồng hành nha. Đóng chữ logo đầy đủ nha. Đó, hai bên chữ hết luôn. Đó. Đây em sẽ cắt giấy nha. Đó. Cắt cự ly giấy rất là ok luôn. Đó. Không có lỗi lầm gì luôn nha. Mũi rất đẹp luôn. Đó, mũi nè. Đó, em về em vệ sinh lại rất đẹp luôn nha. Rồi, cặp này để em đặt em đo thử nha. Chiều dài của cặp này đó là được 18 cm. Và cây này là được khoảng 19 cm nha. Rồi một cặp giá 350.000 cho một cặp luôn nha. Đó, cây này mình tháo được mình vệ sinh được nha. Rồi 350 cho một cặp này. Rồi tiếp theo nữa em lên một cặp dao ghép nè. Có một cặp dao ghép duy nhất thôi, giá 170.000 thôi. Đó, một cặp. Cây này là nó có chữ bên này nha. Đó, lưỡi nè. Bén cực kỳ luôn nha, mua về chỉ việc ghép thôi, không cần phải mài đâu cây này đâu.
Còn cái này nè, đây là một lưỡi dao thôi, lưỡi dao rất là tốt nha. Bên Nhật nó xài nè, mình về mình quấn cái sợi dây, dây cót vô đây nha, đó, dây gì đó vô đây đó, rồi mình cầm đây, sẽ xỏ một cái lỗ cầm đây để mình ghép cây rất là ok. Nó mài có một mặt bên Nhật, nó sẽ có mài có một mặt bên nha. Đó thì để đo cái chiều dài cái cây này nó là được 16 cm cán gỗ nha, lưỡi là 6 cm, còn cây này là phần nó là 21 cm luôn nha. Đó, rất là thông dụng luôn, mình mài mình xài rất là ok, ghép đồ cây lớn cây mỏng cây dày rất là ok luôn. Rồi giá là 170.000 nha, 170.000 cho một cặp dao ghép này. Rồi tiếp theo mã 54 là em lên một cái cây cắt kẽm của dòng bonsai. Đó, cây này 350.000 nha, cây này không có chữ nha. Đó, bên Nhật nó xài chắc nó quên đóng chữ hay là hàng phổ thông của nó nha. Đó, rất là thông dụng luôn. Đó, cây này rất đẹp luôn nha. Đó, nha. Rồi. Tại em không có kẽm ở đây, em không có kẽm thử nha. Đó, rất là ok luôn, cái điện ha. Để dành cắt kẽm bonsai để mình cắt mình uống rồi nó rất là ok luôn nha. Đó, rất đẹp luôn. Thì cây này chiều dài của nó là 20 cm nha. Rồi, cây này giá là 350.000 thôi. Đó, nó không có chữ với 350.000 nha. Rồi. 350.000. Đó, phù hợp cho mấy chú nào mình mua về mình dân mình xài rất là ok. Rồi tiếp theo nữa lên mã 56 là một cái kéo cắt cành. À, 55 là một cái kéo cắt cành giá 250.000 nha. 250.000 nè. Cái này đến từ thương hiệu là Fukuzen. Đó. Hàng bãi nó về nó xài ốc rời nha. Đó, lưỡi nè. Đẹp cực kỳ luôn. Ở đây là đúc nguyên cây luôn, nó làm thép nguyên cây thép trắng nha. Nó bằng thép trắng nguyên cây luôn, đó. Đây cái khóa nằm đây. Đó, nó bọc bằng cao su, cầm cái êm tay mấy anh chú thích về mua về cắt bỏ đường không để cho nó êm tay nha. Để vậy nó hơi dơ hơn, còn mình cắt ra nó sẽ sạch hơn. Bằng thép trắng không? Rất là ok luôn, em bắt thử nha. Trời ơi. Bén cực kỳ luôn. Không, mua về là chỉ có việc xài thôi. Đó. Rồi cây này 250.000 thôi nha, 250 thôi. Thì chiều dài của nó là 19,5 cm nha. Đa số Nhật là nó phải 5,5 không à. Đó, rồi cây này giá 250 cho cây này nha. Đó, mấy chứ mình mua cây này cái với cái đuôi cá sắp trắng về mình ghép thành đủ bộ trắng mình xài rất là đẹp luôn, sạch sẽ nha. Rồi 250. Rồi tiếp theo là 56 nha, là một cái kéo hiệu con cua nè. Đó, một cái thương hiệu mà ai xài hàng nội địa cũng biết nè. Đó, kể cả cái cảo vậy, cái cạo sức hai chân như vậy. Đó. Nó làm thân bằng nhôm. Đó, bằng nhôm không nha, nhôm. Mà nó rưng rưng rưng, cầm rất êm, cầm rất là sướng tay luôn. Cái khóa chốt của nó bằng nhôm luôn không? Nhôm pha Atimon đó. Đó. Rồi rất là ok luôn nha. Em sẽ đo chiều dài cái cây này dài được 20 cm nha. 20 cm lưỡi riêng luôn, chưa mài quay gì luôn nha. Đó, lưỡi bén cực kỳ luôn. Mà nó sẽ trắng còn chưa mài. Trời nó bén. Nghe nghe không? Cắt kêu ghẹt 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 luôn nha. Đó. Xài rất là ngon luôn. Đó, bén cực kỳ luôn nha. Bén cực kỳ luôn đó. Tên 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 xíu thôi. Đó, về mình xài rất là đẹp luôn. Cây này hiếm nha. Rồi cây này giá nó là 370.000 cho một con cây con cua nha. Trọng lượng nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Độ nhẹ của nó luôn nha. Cầm rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, nó hơi con cua này. Rồi giá là 370.000 nha. Đó, 370.000 cho con cua này. Rồi tiếp theo lên một cây mã 58. Mã 57 á, mã 57 là một cây kéo cành của Nhật nội địa nè, giá 350.000, cây này hiếm nha, em ít khi thấy lắm. Cây này á là cái khóa nó nằm đây nè. Mở ra. Đó. Nước sơn xanh cho mày về còn bữa nước sơn xanh về còn nhưng mà em chà cước thì nó sẽ bị chóc hết rồi. Đó, nhưng ở trong này nó còn nè. Đó, tại vì bãi về nó sẽ đen lắm, em phải dọn lại toàn bộ luôn á. Thì cái cây này nó sẽ xài con ốc như thế này nè, mình chỉ cần mở con ốc này ra, mình mở con này răng thuận nè, và con bên này sẽ răng ngược lại nha mấy anh chú, còn nếu răng thuận phải đâu nó răng ngược lại đó. Thì cái cây này lưỡi nó sẽ đóng chữ chữ nhật này, nó giống như là dòng kéo đúc nguyên cây gì đó, nó sẽ đóng chữ nhật đây nha. Đó, về phần lưỡi nè, rất là bén luôn đây. Cái giấy cái này cắt riết mà hết giấy luôn, rồi để em xé chỗ này ra nha. Đây. Không. Rồi nó bén rồi. Đó, mình cắt cái này mới mình cắt về mình cắt cây thì mình khỏi chê rồi. Cái giấy mà nó bén cái này không? Không, rất là ok luôn nha. Đó cái mũi nè. Đó, lưỡi dao rất đẹp luôn. Nói chung là về chỉ việc xài thôi, mấy chú khỏi suy nghĩ luôn. Đó là so về luôn nha. Đó xài cầm rất là êm tay luôn. Khóa lại. Cái này giá là 350 nha, 350 luôn.
Đó, chiều dài của cây này là dài được 20 cm nha, 20 cm. Rồi cái chiều tiếp theo nữa là em lên một cây mã 58 nha, giá 350.000, là một cây kéo thiệu trắng trắng ăn đỏ đó, anh chút nhìn cũng thân quen rồi, chữ bên này còn nha, những cây nào có chữ đây là hàng Nhật nha. Đó, mà thì lưỡi nó sẽ là thấp đen đó, cây này là lưỡi riêng chưa dọn luôn, chưa mài gì luôn nha, nó lưỡi riêng luôn rồi, mở ra luôn, cầm em tay luôn, bên Nhật nó làm thế này, đó là dòng cái phổ thông đó, rất là ok luôn. Mình cắt thử đồ giấy khác nha, không cặp tờ giấy ướt là mình cắt nó nhão rồi, không cài rất là ok luôn nha, đó không có lỗi lầm gì hết, xài về cắt bonsai không cắt miếng nhựa ra mình đánh cước chỗ này nó đẹp đấy cũng được, không để dễ được nha. Đó, khóa lại, cái khóa này là bằng gang nha, nó giống như là lại của Zippo vậy đó, chứ không phải là bằng thép, nó không rỉ được nha, cái miếng này không gì rỉ. Rồi cái này chiều dài của nó là size lớn nha, size 20 cm nè, giá 350.000 nha, 350.000 cho cái size lớn này. Rồi tiếp theo là một cái size nhỏ nè, size nhỏ giá là 300.000 nha, đó rất đẹp luôn. Thì cái cây này chiều dài của nó là dài được 18 cm nha, đó lưỡi cực kỳ đẹp, cái lưỡi này em mài lại cực kỳ bén nha, đó về nó xét quá cũng phải mài thôi, đó cắt rất là êm ái luôn, không có lỗi lầm gì hết. Để em kiếm tờ giấy này, giấy cắt bí bá luôn ha, đó, bén cực kỳ luôn nha, mua về chỉ cần cắt thôi không suy nghĩ hết, phù hợp cho những người nào mà vừa cái túi tiền của mình, và thứ hai nữa là phù hợp cho cái công việc mình, nhặt bonsai nhỏ thì mình sử dụng nhỏ, còn to sử dụng to đó, và những cái to mà đưa cái nhỏ vô cắt thì khi nào mới xong, mà cái nhỏ mà đưa cái to cắt thì nó hư cây của mình đó, cái lẫy của nó bằng gang luôn rồi. Đó, khóa lại, cây Trung Quốc nó sẽ bằng nhựa nha, và lưỡi sẽ là thép trắng, còn cây của Nhật của Ngô Địa là nó bằng gang hết và lưỡi thép đen đó. Về mấy chú xài xong mình nhúng qua dầu chứ không bị sét nha, không là nó sét, lưỡi này em làm rất là kỹ càng luôn đó, không có mo gì đâu, cắt sẽ không bị xước cây của mình nha, đó làm rất đẹp cho mấy chú luôn. Thì cây này giá là 300 ngàn nha, 300 ngàn. Rồi tiếp theo nữa em lên một cây xả 60 giá 300 ngàn luôn đó, cây này lưỡi riêng luôn nè, lưỡi chưa dọn qua luôn nè đó, nên mấy chú thích cây nào thì chốt đây, lẫy nó bằng gang ha, đó cái lẫy khóa nè, đó cầm rất là êm tay luôn, bén cực kỳ luôn ha, lưỡi riêng luôn, rưỡi nhìn cái mép lưỡi này không đó. Rồi cây này chiều dài của nó là 17 cm luôn nha, 18 cm luôn nha. Rồi cây này giá nào cũng là 300 ngàn luôn, 300 ngàn cho cái cây này luôn, mã 60 đó. Rồi mã 61 là một cây 300 ngàn tiếp theo đó, cây này nè, cái khóa cũng bằng gang luôn nè đó, rất là ok luôn đó, lưỡi riêng luôn nha, lưỡi chưa chưa đụng chạm luôn nè đó, em sẽ cắt thử nha, đứng dậy lấy cái hộp cái giấy này. Rồi, mình sẽ cắt thử nha, bén cực kỳ luôn. Không, rất là bén nha. Về cắt xài phải vô tư hết. Đó, không có lỗi lầm gì luôn. Không? Rồi, ok, cái này là chiều dài của nó cũng là 18 cm luôn nha, 18 cm luôn, giá là 300 ngàn luôn nha. Đó. Rồi, tiếp theo em lên một cái mã 62 là một cái kéo đúc nguyên cây luôn, nhìn nó độc lạ cực kỳ luôn. Giá 400 ngàn nha, cây này size lớn nè, chữ nó đây đó, khóa đây em làm khóa đầy đủ hết cho mấy chú gì việc xài thôi, không có suy nghĩ gì hết đó nha. Đây đó, cắt cho mấy chú xem luôn nha, đây tờ giấy nè đó, không xài rất là ok luôn, không có lỗi lầm gì hết nha, đó đứt ngọt hết luôn. Thì cái cây này là thế, nó cong như thế này nè đó, như mình cắt cái cây gì là đặt ở đây là nó sẽ ôm gọn luôn nha, đó không có sợ bị trượt cả luôn đó. Như thế kéo rất là hay luôn đó, đúc nguyên cây luôn đó, đúc nguyên cây luôn nha, không ghép gì hết đó, bãi về rất đẹp luôn đó. Cây này chiều dài của nó là để đếm đo ấy. Chiều dài của nó là được 21,5 cm nha, thì rất là ngộ luôn. Rồi cây này giá là 400 ngàn nha, 400 ngàn cho cái kéo cành nhìn như thế nè, cong nhỉnh như cái mũi giày vậy nha, hay không. Rồi ok, rồi tiếp theo em lên một cái kéo bắt cành đúc mã 63 đó, có chữ đầy đủ nha, đó đóng một cái mạc logo rất là hay luôn đó, lưỡi nè đó, bên này có chữ luôn nha, khóa nè, bén cực kỳ luôn nha, không có lỗi lầm gì hết đó.
Rồi, cái này khỏi chê luôn, cán đúc nguyên cây luôn, không. Rồi, cái này chiều dài của nó là được 19,5 cm nha, 19,5 cm. Rồi giá là 350 luôn. Đó, mấy chú nhìn kỹ nha, rồi ưng cây nào chốt nha. Đó, chữ là trên này bãi về nó hơi bị cứng nhẹ nè, bên Nhật nó xài nó đóng thì sao mà cái lưỡi không bể mà dập lên luôn là biết cái lưỡi nó cứng cỡ nào rồi nha. Rồi giá 350 ngàn luôn. Rồi tiếp theo em lên một cây đục dụm nè, một cây đục dụm giá 200 ngàn nha, dành cho bonsai luôn. Đó, đến từ thương hiệu là Tohosa Masenzaben. Đây là một cái đục dụm nè, đục đục lũa đó, rồi đục lũa đó nha. Đó, đóng như là xài rất là ok luôn. Đó, cầm thế này đóng thôi thì gọi đục lũa nè, đục dụm đó, phù hợp cho nó chú làm bonsai để mình đục dụm bonsai rất là ok, tạo bọng đồ rất là ok luôn. Đó, chiều dài của cây này nó dài được 16 cm nha. Đó, cái bảng nè, em đo cái bảng thì bên ngang bảng nó kia nha. Cây này hiếm nha, cây này hiếm, đa số bằng gỗ mà cây này bằng kiểu này rất đẹp luôn. Cây này nó dày được khoảng 1 ly, 1 phần 3 nha, gần 1 phần 4 nha. Rồi. Đó, một cái đục dụng rất là hay luôn. Cây này hiếm nha, cây này cực kỳ hiếm luôn. Trước về đa số là những cái căn gỗ không à. Còn cây này nó bằng nhựa mà thép rất là đẹp luôn. Đó, cây này để rinh luôn nha. Rồi ok, giá 200 ngàn cho cái đục dụng này. Đục lũa này còn đục dụng đó. Rồi tiếp theo rồi em lên hết dàn bonsai thì em sẽ lên đồ nghề lại nha. Rồi tiếp theo em lên mã 65, giá 550 ngàn là một cây chỉnh lực của dòng Tonichi nha. Cây này đầu 1 phần 4 nè, à 3 phần 8 nha, đầu 3 phần 8. Thì cái cây này chức năng của nó là giải lực của nó là được khoảng 250-225. Đó, đây, giải lực đồng hồ chỉnh lực đầy đủ nè. Đó, mình chỉ chỉnh lên. Mình cái này nếu mà phù hợp cho mấy chú nào mình làm thợ Honda là mình xài thì cái này rất là ok luôn. Tonichi nè. Đó, đảo chiều của nó nè. Thấy không? Đảo chiều lại nè. Không lỗi lầm nha, bi biết luôn, hoạt động ok hết. Thì dạng như mình chỉnh cái lực của nó tầm bao nhiêu. Đây, đây có một cái khóa nè. Đó, mình mở ra, mình sẽ siết lại thế này mình sẽ không chỉnh được cứng nhắc luôn. Và mình sẽ mở ra. Đó, mở ra thì mình sẽ chỉnh được cái lực đó nha. Đó. Này, mấy chú nhìn kỹ không? Đó, sẽ chỉnh lên. Chỉnh lên khoảng 200 mấy đó. Đó, rồi mình sẽ gắn cái đầu tiếp mình vô, mình mở những cái đầu wheelad xe, đầu bò xe máy mình đó, hoặc là những đồ ốc nhôm rồi đó, mình bỏ vô mình siết đúng cái lực của nó kêu cạch 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 nha. Đó, khi nào mình đủ lực là mình sẽ khí không vô nữa là mình ngưng nha. Thì cái cây này là chức năng nó là như vậy. Còn ví dụ như mình mở ra thì nó sẽ không kêu, mở ra thì bình thường thôi. Đó, mở ra thì nó cũng bình thường thôi. Đó. Còn siết vô là nó vẫn kêu bình thường nha. Đó, cây này giá là 550 ngàn nha. Một cái chỉnh lực nè. Cây này chiều dài được 22 cm nè. Đầu 3 phần 8 nha, thông dụng nha. Đó, 3 phần 8 nè. Bình thường là những cái cây này 1 phần 4 như không à, mà cây này được 3 phần 8, đầu rất là lớn luôn. Rồi ok, cây này cán nó ngoại hình nó như thế này nữa không. Rồi cây này giá nó là 550 ngàn nha. Rồi tiếp theo nữa giờ em lên một cây cần tự động nè. Của dòng 300 ngàn, sao mã 66 của dòng Lotte, hiệu thương hiệu con tôm nha. Lotte con tôm nè. Đó, ngoại hình rất là đẹp trai luôn. Đó, 1 phần 2 nha, đầu 1 phần 2 tiếng nha. Nghe diễn cực kỳ luôn, đảo chiều lại nha. Xoay nhẹ nè. Đó, kiểu cặp là được nha. Đó, bi biết ok hết nha, nhúng nhảy ok hết nha, không có lỗi lầm gì luôn. Đó, không, đảo chiều lại nè. Đó, kiểu cặp là được nha. Rồi, cây này chiều dài của nó là được 25,5 cm nha. Cây này là 25mm, 250mm là chiều dài đó nha. Thì cái cây này sẽ là 1 phần 2. Đó, thông dụng rồi đó. Cây này giá là 300 ngàn nha. Cho một cái cần tự động, cái cần tự động nha. Đó, có dấu vít nè, đầy đủ hết. Lotter hay quân hiệu con tôm nè. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo mã 67 giá 200 ngàn nè. Là một cây cần tự động của thằng Tôn luôn. Tôn nè. Rất đẹp luôn không? Đó, nhìn góc cạnh của nó nè. Rất đẹp luôn nha. Đó, cái này là đầu 3 phần 8 tiếng. Đó, nghe rất là mượt tai luôn nha. Đó, đặt vô là chỉ cần lắc như thế này là ra thôi nha. Đó, rất là ok luôn. Ha, bị biết ok hết, nhìn nó sáng lạng đẹp trai ghê không. Đó. Rồi cái này chiều dài của nó là được 19 cm nha, 19 cm. Cái này giá 200 ngàn nha, 3 phần 8. Rồi tiếp theo mã 69 giá 350 ngàn là một cây cần tự động nữa. Đầu gật gù của Mỹ nha, 350 ngàn luôn. Đây,
Đó, thương hiệu nó đây, đóng chữ từ lơ luôn. Master 2. Trắng là sẽ thiết kế cong thế này để mình cầm như thế nào, mình quay nè. Đó, đảo chiều lại nè. Đó, kiểu cặp lại đảo chiều lại nha. Đó, và mình có thể chỉnh những cái hướng. Đó, hướng như thế này. Đó, hướng này nó sẽ từng nấc nấc, bánh răng nó sẽ chịu vô đây. Đó, sẽ từng nấc nấc nha. Rất là thông dụng luôn. Đó, nhận như mình bỏ lên quay thế này cũng được. Đó. Đó, quay thế này cũng được. Đó. Đó, thẳng cũng được. Mà thế nó cong như thế này để chi cầm vô đây là sẽ không bị chạm tay ngang. Đó, rất là thông dụng nha. Đầu 3 phần 8 nha. Đây, bi biết ok hết. Đó, không có lỗi lầm gì luôn. Thì cây này chiều dài của nó là anh đo đo mũi luôn nha, là 27 cm nè. Đó, đo đo chiều ngang đứng nha, là 27 cm nha. Rồi, giá là 350.000 cho cây của Mỹ nha. Rồi, tiếp theo nữa em lên một cái mũ led của dòng top đôi danh top đây, cái mũ led rất là hay luôn nha. Giá 6 350.000 nha, mã 69 nha. Đây, về phần răng ngàm qua đây trước đã, trắng trai đẹp đẽ luôn. Rồi, siết vô trơn tru hết, không có lỗi lầm gì hết nha. Đó, miệng nhằn khít nè. À, đẹp ghê, không có một dấu quanh dấu quýt nha, bãi về sự ten màu màu xíu thôi. Ở dưới đây là sẽ có một cái đuôi để phù hợp cho mình mở những ốc lờn đó, là mình sẽ mở không ra bằng cái này nữa, mình sẽ chuyển qua đây sẽ bấu nó ra không, rất là thông dụng luôn. Đó, nhìn rất là ngầu nha. Đó. Đó, rất là đẹp trai luôn. Rồi, cái này mở ra em có cái nhằn nó khoảng bao nhiêu nha. Đó, mở ra là cái nhà nó mở 3 phân rưỡi nha. Đó, tổng chiều dài của cây này nó dài được khoảng 30 27,5 cm nha. Đó, rất là trơn tru luôn. Rồi, cây này giá là 350.000 nha. Đó, ngoại hình nó đây. Ai có cái dầm năm tay. Rồi. Đây, rất là ok luôn nha, không có lỗi lầm gì hết. Giá 350 nha. Rồi, tiếp theo mình em lên một cây gỗ lít mã 70 của dòng Mitsubishi thép đen thép siêu cứng nha. Đây, cây này giá 250.000, size 200 mm nha, là dài 2 tấc á. Đây, giá 250 thôi. Đây, cái mũ cái miệng nó đây, rất đẹp luôn nha, không có vụ quạt quẹt nha, cái như kêu xài luôn nha. Đúng là cây kêu xài luôn nè. Đó. Bãi về mà cây kêu xài luôn. Đẹp ghê, chưa có một dấu chạm mỡ gì hết nha. Đẹp cực kỳ luôn. Không trơn tru hết, không có lỗi lầm gì luôn không, một tay mình đẩy nhẹ vô không bị nhàm á, đẹp cực kỳ luôn nha. Cây này là thép siêu cứng, mình xài vô tư không có sợ mà gãy giết gì đâu. Rồi, ok, cây này nó rất đẹp luôn, nhàm của nó mở ra là được khoảng cây này mở ra là hết ra là được khoảng 26 nha. Đó, mở ra 26 nha. Rồi, ok, cây này giá 250 nha, 250 cho mã 70 này. Rồi, mà 71 là một cây của top nha, top siêu cứng đó nè, top đen nè. Thì cây này giá là 350 như mọi ngày nha. Đó, 250 là khoảng 200 2 tấc rưỡi nha. 2 tấc rưỡi nè. Cây này giá nó, cây này là thế của nó rất là hay luôn, không có lỗ rất tròn nè. Đó, đóng chữ rõ ràng nè. Ê, cây này 2 tấc chứ, 200 mm, ngàm 30, ngàm nó lớn cực kỳ luôn nha. Đó. Cây này rất là ok, cây này có qua sử dụng rồi nè, nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó. Ở bánh xe nó chia làm hai để chống bót nha, chống bó lại nha. Đó, chống rơ rắc, chống bó lại. Đây em sẽ mở ra này. Đây. Đó, rất đẹp luôn nha, rất thông dụng luôn, mình mua về xài khỏi suy nghĩ luôn. Cái lỗ này để mình móc mình treo lên rất là ok luôn. Cái ngàm của nó là mở nó được khoảng 30, ngàm 30 nha. Đó, ở trên này có ghi nè, 30 mm là cái nhà mở được 30 nha. Đó, rất là thông dụng luôn, xài rất là ok. Rồi, cây này giá là 350.000 nhưng mà 71 nha. Rồi, mã 72 cũng vậy, coi một cây tương tự luôn, cũng 200 mm luôn, nhà chỉ có 29 mm thôi. Đây, đó, có qua sử dụng rồi nhưng còn rất là ok luôn, bánh xe cũng chia làm hai đầy đủ luôn nha. Đó, mở ra trơn tru, không có cóc sượng gì ở đây hết. Đó, nhà đây. Đó. Xài rất là ok luôn, cây thì nó có một cái viền thế này, còn cái kia không có thôi. Đó. Rồi, cây này giá cũng là 350 luôn nha, 350 cho một cái mũ lết này luôn. Đó. Đen thép siêu cứng, cứng ghê lắm. Rồi, tiếp theo em lên mã 73 là một cây cảo hai chân 400 ngàn của hiệu con cua nè. Trai mắt, thương hiệu con cua trai mắt nha. Đó, rất đẹp luôn nha. Đó, số 3.
thì cái nhàm của nó mở ra khoảng, để em đo cái nhàm nó mở được như này, hai cái chân nó nè, à trên này nó có ghi rõ luôn nè, 75 mm là cái là mở tối thiểu là 75 mm đổ lại nha. Đó, 75 mm đổ lại tối thiểu của nó. Thì cái cây này nó rất là đẹp luôn, à nhìn nó sáng tinh luôn không? À, chân rồi bát rồi rất là ok hết. Không? Không có lỗi lầm, mũi kim đó nè. Mũi kim chưa bị tòe luôn nha. À, chân chung hết nha, không có dập dạp và những cái ốc mà để mình siết đồ cũng vậy. Góc cạnh ok hết. Đó. Cảm cảm hai ngày nay là khó chịu trong người. Rồi tiếp theo là đó. Em sẽ quay tổng quan con ốc này, em gắn ngược rồi nè, em sẽ gắn lại cho nó chú lại. Sẽ gắn ngược rồi, đó, quay con ốc lại. Em gắn ngược rồi đó. Con cua đóng rất đẹp nha, hai bên ha. Đó. Mình cạo mặt đạn rất là thoải mái luôn, mình mở rất là vô tư luôn. Ốc bộ mặt đạn Honda xe máy mở được hết nha. Và cái này giá là 400 ngàn cho con gạo con cua này nha, là 73. Rồi, bài 74 là một cái cờ lê đa năng. Cái này đến từ của Đức nha. Samani nè. Đó, cái nước thép của nó hay luôn. Nó rất là trơn tru luôn. Đó, nó rất là trơn tru luôn. Đó, cái này là ở trên này nó sẽ ghi dãy lực của nó là dãy tầng của nó là 9 tới 14 là mở từ ốc 9 tới ốc 14 là ốc này nè, lỗi nè. Đặt vô là mình sẽ mở ra là những góc cạnh rất là bén nha, sẽ bấu giữ cứng ngắc luôn. Đó mình mở ra. Rồi, bên này là từ 15 tới 22. Đó, là mình mở đặt vô là vô cái lỗ ốc này nè. Đó, mình mở ra. Mình thấy cái lỗ này nó không có tròn nha, nó hơi méo méo sao á, nhưng mà thật ra đó là nguyên lý cái nhà sản xuất nó đưa ra là vậy rồi. Để mình đưa vô mình đặt vô như thế này là mình mở con ốc nó sẽ từ to tới nhỏ mới được nha. Đó, rất thông dụng luôn. Cái này của Đức nha, đó thương hiệu đó nè, Brenko. Đó, anh chú nhìn giùm em nha, em đọc hết nổi rồi, nãy giờ quay cũng tiếng hồ rồi. Rồi, Germany nè, đó đóng của Đức nha. Rồi cái này giá là 150 đó nha, 150 ngàn. Rồi tiếp theo là em lên một bộ chìa khóa phòng nha, 650 ngàn của dòng thương hiệu là Hero, một bộ mới chưa xài luôn, 650 nha. Bộ này rất nặng luôn. Thì bộ này thì nó là thông số trên này nó sẽ ghi nè 8 với 10 là cái cây nè, 8 10 nè. Đó. Rồi cây 11 13 là cây tiếp theo nè, 11 13 nè, đầu 11 13 nè. 12 14 là cái thứ ba nè. Đó, 13 nè. Rồi một cây là 14 17 là cây này. Đó, một cây 17 19 là cây này nè. Đó, một cây 17 19 là cây này, và một cây là 22 và 24. Đó là cây to nhất. Đó, đẹp cực kỳ luôn, chưa xài luôn nha. Bộ này chưa xài luôn. Đó, bãi nó về như thế này là quá hoàn hảo rồi. Đa số về là ít khi được bộ nguyên vẹn gì mà được cái vỉ nó kẹp như thế này đâu nha. Đó, cầm rất là ok luôn, về mình mua về mình sưu tầm chơi cũng xài cũng ok luôn nha. Nó đều có dấu như hàng nội địa hết nha. Mã vạch đồ còn đầy đủ nè, Hero nè. Ở trên này sẽ đóng chữ Hero luôn không? Đó, rất đẹp luôn. Đó, nhìn khỏi chê luôn. Bộ này mua về sưu tầm xài rất là ok luôn. 650 ngàn cho bộ này nha. Rồi mã 75. Rồi 76 là một cặp thước kê gốc nè, giá 150 luôn nha. Đó, một cây là của dòng SK Niigata Senki. Đó, một cây là nó trên này nó sẽ gốc chia 45 độ và một cây 90 độ nha. Cây 90 độ là nó dài được khoảng 15 cm nha. Cán bằng đồng. Ở trên này nó đóng chữ nè. Ở trên này nó sẽ đóng chữ rõ ràng nha. Đó. Ở dưới đây là nó sẽ có một cái logo chữ nó đóng mọc chìm và chữ nổi nha. Đó, bên này cũng vậy. Thì gốc mình chia độ ra, nhưng cây này lợi thế là nó sẽ những chia cho mình những gốc 90 độ nhỏ nè. Đó. Cái đế như này nha. Đó. Rồi ok, cặp này giá nó là 150 ngàn, à 250 ngàn nhé. 250 ngàn nha, em ghi lộn nha. 250 ngàn cho một bộ này nha. Đó, 76 tại vì em nhầm. Rồi, 250 nha, 250 cho bộ này nha. Rồi. Sửa lại cái này đi, 250 nè. Rồi, tiếp theo nữa em lên một cái mỏ hông cưa giá 300 ngàn nha. Cái này là mỏ hông cưa, chẳng hạn mình cưa cái cưa cầm tay mình á, mình cưa nó bị khít mạch á, mình chỉ cần đưa nó vô đây mình sẽ chỉnh những cái số này nè. Đó, mình sẽ chỉnh những cái số này. Đó, ở trên đây có một cái chén nha. Đó, mình sẽ chỉnh bao nhiêu số bao nhiêu rồi mình sẽ lóc lại. Đó, rồi mình đặt lưỡi cưa mình vô, khóa lại, mình đặt chữ mình bóp để chi, để cho lưỡi cưa đã qua đó lại, đã qua đó lại như này là cho nó không bị khít mạch nữa nha. Đó, mình bấm một hàng bên này xong mình xíu mình quay mình bấm hàng bên này rồi cho nó không bị khít mạch lại nha. Rồi cái này giá là 300 ngàn nha, cái mỏ hông cưa này nha, của dòng số mắc luôn. Đây số mắc, ông giữ số mắc này không. Đó, rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo nữa em lên mạng 78 là một cây cắt sên nha,
450.000 một cái cắt đây sơn. đâu rồi anh? Cái gì? Mã rồi. Đó. Rồi ok, mã 78 nha, một cái cắt sơn giá 450.000 của Nhật nha. Đây, bên này nó còn đóng chữ nè. Cầm đây chữ nó rất là to luôn. Cái cây này nó cầm rất là nặng luôn. Đó, mở ra nè. Xài mũi 3 ly nha, thông dụng xe máy mình được nha. Đó. Thì cái này nó sẽ có một cái cỡ. Đây em sẽ chỉnh cái cỡ cho mấy chú xem này nha. Đó, rất là trơn tru luôn. Cái cỡ này dạng như là cái mũi sên mình bị ngang nó bao nhiêu là mình sẽ tăng chỉnh cái này nè. Đó, ở trên này nó sẽ tháp đồng lại cho không bị dập cái sên mình nha. Đó, sẽ siết sát vô cái sên mình. Đó, rồi mình sẽ xoay này vô. Đó, xoay vô, đẩy cái mũi sên qua, đẩy cái chút sên qua nha. Đó, cái độ dày của nó dày bằng ngón tay cái của em luôn thấy không? Nó cầm rất đẹp luôn. Đó, mua về xài khi nào mới hư cái thứ này á. Thứ hai là cái mũi nó dài cực kỳ luôn. Đẩy cái sên qua luôn, đó, siết nó qua, ép nó qua luôn nha. Rồi cây này giá nó là 450 nha, 450 cho cái cắt sên này nha. Đó, hàng Nhật nè. Cái nước ga mà nó xi rất đẹp luôn, nó để chày mà nó sẽ bị chút xíu cái này thôi. Còn cái nước ga của nó nhìn khỏi chê luôn. Cầm rất là nặng luôn. Rồi, ok, giá 450 nha. Rồi tiếp theo em lên một cái cạo xích giá 200 ngàn nha, mà 79 của Super. Cái cây này là dành cho mấy chú là mình mở ống nước đồ á, rất thông dụng luôn. Đây em sẽ đặt vô nha, xích mềm mại nha, xích nè, rất đẹp luôn, không có cóc sượng nha. Thì cái cây này em đặt vô nè, đó em sẽ đo cho, đó bóc vô nó sẽ cố định lại nha, là mình có thể đo được. Mình mở cái ống từ em sẽ đo đường kính đây nha, em sẽ ấn chân thử ra chứ em không là chính xác được. Thì cái cây này có thể mở ống được 120 đổ lại nha, mở từ ống 101 đi, cái ống 101 đổ lại ok hết nha. Ống nước sắt mình á, cây này giá 200 ngàn, cái này đứng từ Super nè. Chiều dài của cái cán này không có là nó dài được khoảng 15 cm. Rồi phần răng của nó đẹp cực kỳ luôn, không nứt bể một cái răng nào luôn nha. Đó, nhìn rất đẹp luôn, phù hợp cho mình mở ống nước đồ á, những cái ống đồ mà không có một ưa mũi ít răng mà được thì mình xài thứ này. Đó, đưa cho đúng cái chiều của nó là răng nó sẽ bấu vô, mình sẽ mở thôi, thọt cái tiết gì đây mình mở ok hết thì mở tay cũng được nha. Rồi cái này giá 200 ngàn nha, 200 ngàn cho một sợi xích nè, dài cực kỳ luôn không. Đó, em đo sợi xích nó dài được bao nhiêu nha, xích của nó dài được khoảng 45 cm nha, sợi xích thì dài 45 cm lận nha. Rồi ok, rồi tiếp theo nữa em lên một cái đây. bấm đi về giá 350 ngàn nha. Cái này đến từ thương hiệu là Taiyo, Taiyo Senkyo. Đó. THR11 đóng chịu nổi hết luôn nha. Thì cây này là chức năng hoạt động của nó rất ok luôn. Đó, cái này còn nó, cái này đời này nó sẽ có một cái khóa để mình mở những cái đầu này. Đây, cái khóa nằm đây nè. Đó, rút ra để mình mở những cái này. Đó, thật ra mình mở cái này. Đó, rồi mở những cái này. Đó, xài xong mình chưa nhét vô lại thôi. Đó, ấn sâu vô. Thì em sẽ bấm thử luôn nha. Đây, em sẽ đút một cái mũi IV vô nè, bấm vô nha. Đây em sẽ bóp thử nha, một cái nè, đó cái đầu nó sẽ xù lên thấy không. Đó là cái chạy mình bấm thì mình sẽ ấn vô đúng không. Rồi cái thứ hai nè, đó và cái thứ ba nè, và cái thứ ba nè, đó thấy không, đứt ngọt ngào nha, không có lỗi lầm gì luôn. Đó rồi nó tuôn ra sau rồi. Đó, đó là cái cây bấm IV chức năng là như vậy đó, mình phù hợp xài rất là ok, nó đúc rất là dày dặn luôn, cầm thoải mái luôn. Rồi cây này giá là 350 nha, 350 chứ bấm IV này nha. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 81 là một cái IV 350 luôn. Cây này của dòng cái gì ta, của dòng top đóng chịu nổi nha. Ê, dán tem nhá, mà về vệ sinh mất tem rồi, nó còn có chữ giao bên nằm đây thôi nè. Đó, nó còn muốn một chữ giao bên, cái tem còn đúng một chữ thôi nè. Đó, vậy mấy chú tinh lột cái tem ra cho nó mới tinh liền chỗ này nè. Rồi cái cây này nó là rất đẹp luôn, không có lỗi lầm gì luôn. Đó, cái này là xích đồ còn nguyên hết, thì em sẽ bấm thử luôn nha. Đó, cây này nó không có cái khóa rồi, nó mất nó gọi nó không có đời khóa. Rồi em sẽ bấm nha, một nè, hai nè, và ba nè, thấy không, rất là ok luôn, thấy không. Đó, mở ra rất là ok luôn nha, không có lỗi lầm gì luôn nha. Rồi cái này giá là 350 luôn nha, 350 cho cây này mã 51 81 luôn nha, 350.000. Rồi tiếp theo nữa giờ em lên về một dàn lũ chuột mã 82
là một cặp đôi chuột, là một cặp cờ lê tự động của YouTube nha. Là một cây là 8, 10, 12, 13 của top nha. Là cái 4 số đó. Đây, tiếng động nó là ok luôn đây. Không có lỗi làm gì luôn nha. Đảo chiều lại nè. Đó. Là một cây mình có thể sử dụng là được khoảng được 4 loại ốc. Và một cây thứ hai là 17, 19 là của top luôn. Một thương hiệu với nó luôn. Nhưng mà nó chỉ có hai số thôi, 17, 19 thôi. Thấy không? Đảo chiều lại nè. Thấy không? Rất là ok luôn nha. Không có lỗi làm gì luôn nha. Thì một cặp nó gồm cả 2, 4, 6 số tất cả nha. Rồi 6 số này giá là 550.000 nha. Đó, dòng top thì mấy chú xài yên tâm rồi. Đó. Đó, xài rất là ok luôn. Bãi nó về như thế này là quá hàng hảo rồi, đa số về nó hư hao nhiều lắm nhưng mà về được một cặp đẹp. Kiếm khó lắm nha. Rồi một cặp này giá là 550.000 nha. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo nữa, em lên ba cây đuôi chuột nha. Đuôi chuột quá đẹp luôn. Đuôi chuột quá nhiều luôn nè. Ba cây đuôi chuột là gồm có là giá là 550.000 cho ba cây nha. Ủa, cái giá nào đây? Đây này, 550.000 cho ba cây mã 53 nha. Rồi gồm có những cây như thế nào? Đầu tiên là một cây 12, 10 của top nha. Và một cây 14, 17 là của dòng MCC và một cây 19, 21 của dòng Super. Thì cái cây này rất đẹp luôn. Này cái nước gam này trắng tinh nha. Rồi em sẽ thử từng cây. Tiếng nè. Thấy không? Số luôn nha. Đó, rồi một cây này rất đẹp luôn. Cây thứ hai là cây MCC tiếng nè. Mỗi cây nó sẽ tiếng khác nhau. Thấy không? Đặt vô mình chỉ cần lắc thì ốc nó sẽ ra thôi. Đó, không có lỗi làm gì luôn nha. Và cây thứ ba là một cây 10, 12 của top tiếng nè. Top thì nghe thì sướng tai luôn. Đó, răng nó nhuyễn. Nghe rất là hay luôn. Đó. Rồi ba cây như vậy giá là 550 nha cho ba cây nha. 550.000 cho ba cây này luôn, cũng là 6 số luôn. Đó. Rồi tiếp theo nữa, một bộ ba cây 6 số nữa giá 550 luôn, mã 54. Là gồm có cây gì? Đây là một cây 11, 13 của Senki nè. Đó, 11, 13 Senki nè. Một cây 17, 14 của Top nè. Một cây 19, 21 của Top luôn. Đó, cây này thì quá đẹp luôn, cây này cũng chưa xài luôn nè. Rồi. Đó, đẹp cực kỳ luôn nha. Thép đen. Rồi, đầu tiên em sẽ quay cái cây của sinh kim 11, 13 nè. Đó, tiếng nè. Tiếng đi ra top vậy đó nha. Rất là hay luôn. Rồi, sinh kim nha. Rồi, tiếp theo là một cây 14, 17 nè. Của top luôn nè. Không, tiếng cực kỳ căng nha. Không hư hao, không có lỗi lầm nhất nha. Rồi, cây này là của top nha. Đó, 14, 17. Cũng là 6 số luôn. Rồi, một cây 19, 21 luôn. Của top luôn. Cây này giống như là mới tinh luôn nha, tiếng này. Đó, cây lớn thì cái tiếng sẽ khác thôi. Gà. Không, đẹp cực kỳ luôn không. Rồi đây là bộ ba cây 6 số nha, giá 550 cho ba cây luôn. Rồi tiếp theo nữa em lên mã hai cây cho nè, là mã 350.000, mã 58 là gồm có hai cây, là gồm một cây là 14, 12 của top và một cây của Super 17, 19 là 4 số đó nha. Rồi ok, tiếng top nè. Top thì cái tiếng nó là nghe rất là dễ chịu. Đó, nó không gắt. Đó, cây này điếu dài nha. Còn cây 17, 19 là của lúc của sừng Super tiếng nè. Đó, nghe tiếng cò hay là đã không. Đó. Đó, rất đẹp luôn nha. Không có lỗi lầm gì luôn. Đó, rồi một cặp này giá 350 nha. 350 cho một cặp này. Rồi tiếp theo nữa em lên một cái búa mã 86 là một cái búa giá 250.000 nha. Đây một cái búa của dòng Đông Du nè. Ở trên này sẽ ống Đông Du nha. Đó, cái búa nè, thân rất đẹp luôn. Đầu búa đây. Không, đầu búa rất đẹp luôn nha. Không có đứt bể gì bên hông đó nha. Về phần nhầm nhổ ở đây. Đẹp cực kỳ luôn. Búa mắt trâu nè, gọi là búa mắt trâu á. Cái này trọng lượng 6 lạng nha. Cái này 6 lạng nha. Đó, em có cần rồi, 6 lạng nha. Cây này giá 250.000 nha. Thì cây này chiều dài của tích búa là được khoảng 35 cm nha. Chiều này của nó là được khoảng 13 cm. Mặt bản là khoảng 2,5 cm nha. Rồi ok. Cây này giá là 250 cho cái búa này nha. 250 cho một cái búa Đông Du này, về đóng xài rất là ok luôn, nhìn rất đẹp nha. Rồi. Rồi mã 87 là một cái kéo cắt ống nha, của dòng Mary 350.000.
Đó. Lưỡi rất đẹp luôn, lưỡi riêng luôn nha. Lưỡi rất đẹp nha. Em sẽ cắt thử luôn. Đây một cọng nước nè. Đó. Nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, rất ngọt luôn nha. Thì cây này á, ở trên này nó sẽ ghi là Bass USA, là tại sao là hàng thị trường Mỹ xuất qua Nhật nha. Đó, hay là Nhật xuất qua Mỹ gì đó. Ở trên này nó sẽ đóng chữ trên cái lưỡi dao này, sẽ lưỡi kéo nó sẽ đóng là Messen Saben, mã số là B18Z. Thì ở dưới cái cán này á, đây, ở dưới cái cán này nó vẫn đóng là Messen Saben, thấy chưa? Đó, chữ Bass này nhiều người kêu vậy sao mà cái lưỡi Nhật mà cái cán Mỹ. Thực ra nó là của Nhật nha, đóng chữ nè. Messen Saben chữ nổi nha. Đó, thị trường xuất, hàng xuất từ Mỹ qua Nhật hay là Nhật qua Mỹ gì đó. Đó, Mary. Đó, rất đẹp luôn. Không có lỗi lầm gì nha. Rồi cái này giá là 350 ngàn nha, 350 ngàn. À quên, cái này cắt từ ống 42 đổ lại nha. Ống 42 đổ lại ok hết nha. Thấy không? Rồi 42 đổ lại ok hết. Rồi tiếp theo nữa, giờ em lên dao nha. Em lên một con dao đi đường mã 88, một con dao đường giá 600 ngàn. Cây này rất đẹp luôn, cây này chữ nè. Size 100, 180 là chiều dài lưỡi 180 á. Đó, chữ thủ công đóng rất là sắc sảo luôn. Phần lưỡi nè, đẹp cực kỳ luôn. Em về em dọn cước lên mà em thấy nó đẹp quá chừng đẹp luôn. Đó, mặt sau nè, hai lớp thép chạy viền nha, thấy không? Hai lớp thép chạy viền nhìn rất là đẹp nha. Đó, nhìn thấy rõ không? Hai lớp này. Đó, lớp này nó ăn mỏng như thế này, nó ăn mỏng quay nè. Đó, anh chú thấy không? Hai lớp thép không? Đó, hai lớp nè, chút xíu cho nó nha. Đó, phần cán của nó thì tem mạc trên nó còn luôn. Đó, cái này được xài rất là ít luôn, cái này giống như chưa xài luôn, rất đẹp luôn nha. Đó, cán chốt đồ ok hết. Thì cái cây này á, cái lưỡi là 10 lưỡi 18 nè, không nó ghi cho 18 nè. Và ở dưới cái cán, tổng cán của nó là được khoảng 37 cm nha. Và trọng tổng bản của nó là đặt giữa là 5 phân rưỡi nè. Đó, còn cái độ dày của nó 5 ly á, 7 ly nha, độ dày là 7 ly nha. Rồi ok, cái này giá 600 ngàn nha, 600 ngàn cho con dao đi đường này. Đó, cây này rất đẹp luôn. Đó, tùy theo cái cây nào phần trăm nó bao nhiêu. Rồi tiếp theo đây cũng dao bếp, con dao này đến từ thương hiệu là Gichi Life Messen. Đó, cái này là ba lớp thép nha, anh chú nhìn kỹ nè, ở giữa nó còn kẹp một cái lớp thép ở giữa nữa nha. Hai bên là hai lớp thép trắng, còn ở giữa là một thép đen. Rồi phần lưỡi nó bén cực kỳ luôn. Đó, về em có mài lại rồi nó rất là đẹp luôn, bén cực kỳ luôn. Giấy nè, thấy không, bén cực kỳ luôn nha, không mẻ gì nha. Đó, khâu của nó là làm cái khâu bằng nhựa nè, cán độ ok hết, bít cán độ đầy đủ hết nha. Mua về mình chuẩn việc xài thôi, để sử dụng bếp mình sẽ rất là ok luôn. Cái này nó kẹp ba lớp thép, không nhìn thấy rõ không? Đó, thì cái cây này á, chiều dài của nó là nguyên con dao nó là được khoảng 29 cm, bản nó là 4 cm. Đó, mà đem đo cái lưỡi nó phải được còn 17 cm nha, cái lưỡi 17 nha. Rồi ok, cây này giá 250 ngàn nha. Rồi tiếp theo còn em lên một cây của dòng rồi tiếp theo em lên một con dao của dòng Shimizu nha. Đây chữ đây đó, dòng dòng Shimizu rất đẹp luôn. Đó, lưỡi này bén cực kỳ luôn, nghe tiếng không? Đó, con này 500 ngàn nha. Đó, dao này mình thích, để mấy chú nào chuyên gia về dọn lại nha, thì em chỉ vệ sinh thôi chứ em không có thể nào em mài bóng như gương được nha. Thì rất đẹp luôn. Thì con này á, chiều dài của cái lưỡi nó là được 2 thứ 4, lưỡi 2 thứ 4 nha. Tổng cán là 37 cm, tổng bản của nó là 5 cm nha. Đó, độ dày của nó là, khoan để em đo trước đây, độ dày của nó là được khoảng 2 ly nha, độ dày 2 ly. Rồi con dao này giá là 500 ngàn nha. Shimizu nè, đó là dịch từ tiếng Nhật ra những dòng dao á, tên nó là vậy. Rồi ok, rồi mã 91 là một cây xịt khí của dòng Kurita, mã 250 ngàn luôn. Đó, rất đẹp luôn nha. Đó, cây này hoạt động ok hết, không có lỗi lầm gì nha, em test rồi. Đó, rồi cây này giá 250 ngàn nha. Rồi tiếp theo em mã 592 là một cây bình vít tư sơn, một cái bình vít tư sơn nha. Đó, cái này là đến từ thương hiệu là của dòng Kinky nha. Đó, Slay Gun. Rồi, ngoại hình ở đây hoạt động ok hết nha, em test lỗi đâu không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó, cái bình này á, bãi nó về nó thiếu bình, em mua bình thường em gắn vô nha,
Đó, nói thẳng trước luôn, bình đẹp, bình mới, chưa xài nha. Đây, nắp nè, chưa xài luôn nha. Đó, em mua bình mới em bỏ cho mấy chú luôn. Nói chung là cái bình không ảnh hưởng gì, chỉ quan trọng là cái súng thôi. Đừng có lỗi lầm là ok hết, với lại đừng có xì xọt gì ok hết. Mình xài rất ok là được rồi. Đó, cái này giá 800 ngàn nha, 800 ngàn cho mã 92 nè. Đó, một cái bình của dòng Kinky nè. Đó, bình này bình ngang, còn mình đứng là nó đứng như đây xuống nè, là bình ngang nha. Rồi cái này giá 800 ngàn nha. Mũi nó là mũi cái mở ra cái mũi nó bao nhiêu ly nha. Cái này là một một ly rưỡi nha, mũi một ly rưỡi nè, phù hợp cho mình sơn xe máy ok nè. Đó, một ly rưỡi nha. Đó, thông dụng luôn. Đó, một ly rưỡi. Cái này giá 800 ngàn nha. Đó, bình này bình mới nha. Đó, em thay bình mới lại cho mấy chú dễ xài nè. Mình bại nó về nó móp nó bể từ lưa luôn, bỏ luôn. Đó, quan trọng là cái súng thôi. Rồi 800 ngàn cho cái bên này. Rồi tiếp theo em lên một cây thứ hai, loại 93 là một cây 850 ngàn. Cũng là một cái bình mới luôn, nhưng mà thương hiệu cây này là cây bãi về khác nha, David Beat nha. Là cây này thương hiệu đến từ Nhật nhưng mà xuất qua bên Mỹ nha. Đó, mấy chú lên mạng sờ cái cây này sẽ ra nè. Đó, cái đầu nó bự ghê không, nhưng mà thật ra là mũi nó chỉ có 2 chấm thôi nha, 2.0 thôi nha. Đó, đó, hoạt động ok hết. Bình thì nó về cũng cứng móc bể luôn, em phải bắt buộc phải mua bình mới thôi. Đó, bình này đẹp cực kỳ luôn, bình xịn nha. Đó, thì cái cây này là nó đóng là Dream Beat nè. Đó, mấy chú dịch cái mã này ra này, cây này là nó nhàn như thế nào liền nha. Thì cái cây này chiều cái mũi nó là mũi một mũi 2.0 nha, mũi 2.0 rất đẹp luôn, hoàn hảo, không có xì xọt gì luôn nha. Đó, mũi 2.0 kia 1.0 này 2.0 nha, mũi này là lớn hơn một chút xíu. Đó, phù hợp cho mình làm sơn xe hay là mình sơn cổng rào hay là mình sơn đồ rất là ok luôn. Đó, cây này không có một lỗi lầm gì hết. Rồi, cây này giá là 850.000 luôn nha, 850.000 luôn. Rồi tiếp theo lên một cây mã 94 là một cây của Vider nha, Saben. Đó, cây này là mũi 3.0 nha. Đó, bình đứng nè, gọi là bình đứng nè. Đó, đó, cái bình này nó gác trên cái một cái quai của Iwata. Đó, em mở cái mũi ra cho chú xem nè, thử rồi nha, không xì xọt gì nha. Đó, đây, mũi 3.0, mũi 3 chấm, đóng số 3 luôn ha. Đó, xài rất là ok luôn, nói chung là phù hợp cho mấy chú nó mình sơn cơ khí lớn nè, mình mua về mình sơn sơn nước sơn dày đó, mình sơn thằng này ok hết. Rồi, cái này giá là 900 ngàn nha, 900 ngàn cho cái bình Winder này nha, xài rất đẹp luôn, không có suy nghĩ gì hết. Đó, bình không lủng lít gì nha, đẹp cực kỳ hết, cầm cực kỳ chắc tay luôn. Rồi, 900 ngàn cho bình này. Rồi tiếp theo nữa, mã 95 là một cục lập lòn nha, một cục lập lòn. Đây, cục lập lòn của dòng Tajima đây, 250.000 nha. Tajima, cây này là 450, là giá trên cái cục tạ là 550g nha, 5.5 nè, tem mạc còn nè. Đó, đều có 500 hết nha. Đây, thấy không, hết không. Đó, nó cái cục tạ lên bình thường. Đó, phù hợp cho mấy chú là mình làm bên xây dựng nè, hoặc là bên cửa sắt đồ đó, mình gọi cửa rồi ok nha, thợ mộc luôn nha. Đây là cái mũi kim đó đây, đây mũi kim nè. Dạ như gỗ là mình chỉ cần ấn mạnh nó vô, nó sẽ giữ như gỗ, nó sẽ treo lên. Còn sắt á là sẽ hết nha. Đó, sắt là hết. Đó, còn ở đây nó sẽ có những cái thông số nè. Mình dạ như mình tăng chỉnh, đẩy cái chốt lên nè, đẩy lên không. Đó, thì mình sẽ xoay nó qua đây để chi tăng độ cứng cho dây. Đó, 0.4, 0.7 và 1.0 là tăng độ cứng cho dây. Như là mình nhiều khi mình có dư cục gạch, cục đá gì nặng hơn á, mình sẽ tăng lên 0.7 cho nó độ nó không bị thu lại. Đó, hình như là phù hợp của nó là như vậy, nguyên lý là như vậy nha. Rồi, cái này giá là 250.000 nha, ngoại hình rất ok hết, không nứt bể nha, từ thiết ok hết. Rồi, tiếp theo nữa là em sẽ lên, em về cái máy đem lên là hai món cuối cùng nè, hai cái món cuối cùng luôn. Rồi, ok, đây là một cái hộp đồ nghề nha, hàng bãi nè. Cái hộp này hơi đen xíu, giá 1.3 triệu thôi nha. Dạ, 96. Thì bộ này đến từ thương hiệu là của dòng Tokyoto Kikai nha. Rồi, hàng có dấu hàng nội địa luôn nè, không. Rồi, ok, em sẽ mở ra. Đây, mở sẽ ra nó khóa huyết đầy đủ nha. Đó, bãi nó về thì nó cái màu nó thật đẹp thôi. Đó, trong nó có những gì? À, này có một cái tem nó rớt ra nè. Đó, thông số của nó nha. Ở trên này nó sẽ có những nhịp, những cái đầu khẩu là gồm có đầu 10 nè. Đó, đầu này đầu 14 nè. Đó,
như đầu nhỏ bên này nè, 12, 14, 13, đầu này đầu 15, đầu này đầu 17, 17 rồi cái đầu này là đầu 16, gắn lộn xộn cái này, 17, 16, 18, 19 nè, 19, đầu này đầu 20 nè, đầu này là 21 nè, đầu này đầu 23 nè, và đầu cuối cùng là đầu 24 nha. Đó, những cái góc cạnh xài rất là ok hết, không có lỗi lầm gì luôn nha, rất đẹp luôn, hàng bãi mà cái thương hiệu lạ chút xíu. Ở trên này là em sẽ gác cho mấy chú là một cái cây nối ngắn nè, đó cũng là một thương hiệu luôn nè, cái Katoyo đó, thọc qua đây cái đũa để mình xoay. Bây giờ là một cái đó. Thứ hai á, là em sẽ bỏ kèm cho mấy chú là một cái đầu khẩu của dòng KTC, như lọt đâu còn cái cầu KTC này, đây bỏ kèm thêm luôn đi. Rồi đây một cái đầu lắc léo nha, đó cái này của thằng Tôn luôn nè, bỏ kèm thêm thôi. Rồi, tiếp theo là một cái cần tự động, một cái cần tự động này, của thằng Tôn nè, đó tiếng nè, đó cái bộ này nó về nó xấu quá nè. Rồi ok, còn một cây cuối cùng đó luôn nè, đó thường thường nó đó, cái cây này cái cần gật gù léo nè, đó gật gù thấy không, đó thường thường nó về nó chỉ có một cái cần trượt và cần này và bộ tiếp thôi. Em bỏ kèm thêm cái đầu lắc léo với cái cần này vô thêm mấy chú thêm luôn nha. Đó cái thông số trên này nó không có hai thằng này đâu. Rồi, bộ này giá là 1,3 triệu nha, nó nặng 4 kg mấy lận. Rồi mã cuối cùng là một cái mã 97 350 ngàn, là một cái kính gọi là cái kính rọi đo đo mặt nước đó nha. Thế đây ở trên này nó sẽ như thế này nè, bánh chú nó giống như một cái ống nhòm á, mình chỉ cần đặt con mắt mình vô đây nè. Rồi em sẽ đặt cái camera vô đây, thấy không, mình chỉ cần nhỏ một giọt nước trên đây thôi, là nước gì đó trên đây là sẽ đo cái mặt nước là bao nhiêu độ gì đó nha. Đó tại cái cây này ở trên mạng thì em cũng không có rành để đo gì mà bãi nó về nè, ở trên này nó sẽ ghi thông số rõ cho mình trên tờ giấy luôn nè. Đó này nó mới luôn đó, ở trên này nó ghi rõ nè, đây tàn chữ nhật không. À, mình hướng dẫn mình lấy khăn lau này không, đó ở bên này nó sẽ ghi là đây, mấy chú nào rành tiếng Nhật thì ngó xong nghiên cứu giùm em nha. Cái cây này em chả biết để làm gì, bán giá 350 thôi. Thì cái cây này à, để mình chấm nước vô đây, vô cái màn đồng hồ nào đó là mình sẽ xem như đây, đưa vô con mắt nè và xem chỉnh bằng cái con ốc ở trên này. Đó, mấy chú nào rảnh thì về nghiên cứu chỉnh bằng con ốc trên này là con ốc này nha, chỉnh bằng cái này và đây nhỏ nước cho đây và xem lại gì đó và lấy khăn lau đi đó, nó là như vậy. Thì em chả biết cái này là cái gì, hàng bãi nó về như vậy thôi, chết cha rất tay miếng rồi. Rồi ok, nó là như vậy đấy, nó trong một cái hộp như thế này làm nó chú không. Đó ở trên này nó còn một cái mũi vít để mình mở này nha, đó mở này nè, là mũi vít của nó luôn đó. Rồi ok, đây là cái bộ cuối cùng. Rồi, giá nó là 350 ngàn nha, 350 ngàn cho cái bộ này. Mấy chú nào rảnh lên mạng search giùm em cái này là cái gì nha. Rồi ok, rồi kính chào mấy chú nha. Đây là mã cuối cùng 97, hẹn mấy chú tuần sau nha. Mấy chú ưng mã nào thì chốt em, rồi cứ gọi cho em hai số điện thoại ở đây. Đó, rồi em sẽ chốt cho mọi người nha. Rồi thứ hai nữa là mà em sẽ không giữ đơn cho bất cứ ai hết. Mấy chú nào mua thì em sẽ gửi đơn đi chứ em không giữ nha. Rồi cảm ơn mấy chú đã xem video của em ngày hôm nay nha. Rồi, cảm ơn mấy chú nhiều.